Chào chị. Chị ơi, em thấy chị có đăng trên mạng á, có tìm một diễn viên đóng vai nam kỹ sư đó chị. Vậy bên mình còn cần người không chị? Cảm ơn em nha, đủ diễn viên rồi. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà em có võ không? Tại vì sắp tới đây á, chị cần một diễn viên có biết võ. Dạ em. Dạ, em có võ chị. Hay gì chưa mà ngồi đọc báo ngon lành vậy? Hay gì? Thằng Tám á, nó gọi điện. Nó biểu gửi tiền lên cho nó đóng tiền nhà trọ kìa. Rồi bà có gửi cho nó chưa? Tôi lu bu quá, công chuyện nhà tùm lum kìa, ai phụ đâu. Làm sao ra ngân hàng được mà gửi? Ba cái đó bà phải chuẩn bị trước mấy ngày đặng có cho nó. Nó điện lại là gửi lên cho nó liền chứ. Má nghe nè con. Dạ, má gửi tiền cho con chưa má? Chưa, tính bây giờ đi ra ngân hàng gửi liền đây nè. Dạ, nếu mà má chưa gửi á thì thôi. Khỏi gửi nó nghe má, con xây sở được rồi. Vậy hả? Con xây sở ở đâu? Dạ, con mượn bạn con. Vậy thôi mượn bạn đỡ đi cũng được. Dạ, vậy thôi nha má. Vậy ha. Nó nói nó mượn bạn nó rồi, khỏi gửi lên. Nói vậy chứ con cái nó lớn rồi, mình cũng không nên gửi tiền cho nó hoài vậy được. Má để cho nó tự lập đi chứ. Lớn rồi nào? Ủa trời đất ơi, 20 mấy tuổi rồi mà chưa lớn. Bà tính chừng nào nó mới lớn? Nó phải đi làm, nó kiếm tiền thêm, nó trả tiền phòng trọ, rồi nó phụ giúp với cha mẹ. Nó cũng phải tự lập chứ. Đó, để cho nó biết đi, sau này nó gặp cái gì chắc chở đó, thì tự nó đứng lên, tự nó làm lại cuộc đời. Giống là tôi với bà già rồi, rồi mai mốt không còn nữa rồi nó đụng chuyện gì, nó kêu tía má đâu mà nó kêu. Ông làm gì ông một phanh ông cho tôi nói luôn vậy hả? Thì bà nói đi. Bộ thấy con đi làm không sót hả? Sót thì sót, nhưng mà tôi nói với bà để cho nó tự lập, để cho nó tự biết, nó lăn lóc với xã hội này nè, nó học khỏi người ta. Biết rồi, nói nhiều quá, không gửi nữa được chưa? Bà này ngủ thiệt chứ. Nó động tới rồi đó. Mười cái à. Sư phụ, hãy nhận của đệ tử một lại. Ủa, bộ tính học võ thiệt hả? Thiệt mà. Mà nói trước nha. Thứ nhất, con đường học võ không có rải hoa hồng, cũng không trải thảm đỏ, mà là những buổi tập đau cơ, đau xương, đau khớp, đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu nữa. Là những buổi tập thể lực, nói chung là một ngày dài ê ẩm và mệt mỏi, không ngủ được. Nhắm học nổi không? Thứ hai, người học võ không được tham lam, không sân si, không nóng nảy, không ỷ mạnh hiếp yếu, và cũng không được bắt nạt những người xung quanh. Nhắm có học nổi không? Và thứ ba, người học võ nhất định không được làm chuyện ác, không khoe khoang, không quảng cáo. Mục đích của việc tập võ đó chính là nâng cao thể lực, ý chí và tinh thần, chỉ để làm những việc thiện. Nhắm có học nổi không? Được. Điều cuối cùng, học võ trước tiên là học đạo làm người. Lấy dục thể, dục trí, dục đức làm mục đích phấn đấu. Bất luận trong hoàn cảnh nào, tinh thần thượng võ phải được tôn trọng. Người biết võ nên đóng góp công sức vào việc lợi cho dân. Người giỏi võ mà kém trí đức chỉ là hạng võ biền, hại người hai mình. Làm gì mặt bí xì vậy? Gì đây?
Lương. Có lương rồi hả? Ngon 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 nha. Ủa sao có như đây vậy? Có 800 ngàn vậy sao đủ đóng tiền trọ? À, ông thâm hụt đâu đúng không? Đi trễ, bị trừ lương. Ủa chứ mắc gì đi trễ? Thì cũng tại mấy bữa nay đi cát, rồi lo học giỏi với ông đó. Nói ông nghe nè, coi mà tính toán suy nghĩ cho kỹ vô, không khéo là mất cả chì lẫn chài nữa đó. Vai diễn thì không có, học võ không xong, rồi đi làm không được nữa. Không được, tôi phải quyết tâm tôi học võ cho bằng được, để tôi nhận cái vai diễn này mà. Nó là cơ hội lớn của tôi. Ông á, cái miệng của ông đừng có ăn mắm ăn muối mà nói xui nghe. Đó, rồi còn cái nhà này nữa, tôi đã nói với ông rồi, bây giờ đi qua lại cái phòng trọ cũ ở đi. Ông không chịu, hôm bữa đòi mướn ở đây có 3 ngày à, rồi ông cứ kêu mướn thêm, mướn thêm, mướn thêm hoài, cài gần chết luôn mà không có tiền đủ để trả luôn á. Thôi mà, chỗ bạn bè chia sẻ giúp đỡ nhau chút đi. Giờ cũng biết đó, mai lên trên này ở lại mấy bữa chơi, không lẽ nói mai về chỗ phòng cũ ở chật chội về sao mai ở. Mà không nhớ hôm bữa hả, bà Lích nó gọi á, là nó nói ít bữa nó cũng lên đây chơi, rồi giờ sấm chùm nhét trong phòng đó rồi sao mà ở cho nổi. Thì bởi vậy tôi với ông bây giờ á phải ráng cài để kiếm tiền á đóng cho cái chỗ ở này nè. Dạ em chào đạo diễn. À Thanh Long, à, cậu coi kỹ kịch bản chưa? À, dạ em đọc kỹ rồi. Rồi mời cậu ra quay. Yes. Tất cả chuẩn bị nha. 1, 2, 3 diễn. Lên coi. Cắt. Rồi Thanh Long, cậu xong rồi, làm tốt lắm, cảm ơn cậu. Vô nghỉ ngơi đi. À, Mạnh Hùng, à, ra thay phục trang vô quay cận. Ủa vậy là sao? Vậy là ông chỉ đóng thế người ta thôi hả? Ừ, chứ làm sao. Trời đất ơi, tôi tưởng đâu là ông tới đoàn phim, ông quay có vai, có thoại đàng hoàng, học giỏi quá trời quá đất luôn, cuối cùng ra đóng thế cho người ta, quay cái lưng không mà. Diễn. Cắt. Ok. Em làm được không đạo diễn? Tốt lắm. Vô nghỉ ngơi đi, lát ra diễn tiếp nữa. Dạ, cảm ơn anh. Ê thằng nhóc, mày là dân ở đâu? Liên quan gì tới mấy anh? Mày khôn hồn, đừng có lảng vảng ở đây. Anh nói chuyện gì kỳ vậy? Tôi đóng phim, tôi không ở đây, tôi ở đâu? Mày đừng có sớ vớ vào gia diễn của đại ca tao, coi chừng tụi tao đó. Liệu hồn nha nhóc. Lên Sài Gòn lần này nhất định phải tạo nên sự nghiệp, nghe chưa? Con có thể đi xe buýt hoặc là đi xe hơi mắc tiền, con cũng có thể ăn sơn hào hải vị
mà cũng có thể là ăn mì gói. Lựa chọn là ở con, mà kết quả cuối cùng là cũng do con lựa chọn. Kiến thức mình phải học nó mới có, còn kinh nghiệm thì phải lăn xả với xã hội này thì nó mới có nha con. Mình làm đàn ông phải có chí hướng, phải có nghị lực thì người ta mới nể, chứ đừng có thấy khó một chút là bỏ cuộc. Mình sống phải hiên ngang, đầu đội trời, chân đạp đất. Dạ, con biết rồi tía. Con sẽ nhớ những lời tía dạy con. Alo, Tám hả con? Dạ, tía má có khỏe không? Ừ, tía má vẫn khỏe. Có đi học không? Dạ, hôm nay con không có đi học. Trời đất ơi, nghỉ học làm gì? Dạ, con đi đóng phim tía. Đóng phim hả? Được không con? Dạ, dạ được tía. Đóng phim có mệt lắm không? Dạ, dạ cũng bình thường thôi tía. Có nhớ lời tía dặn không? Muốn thành công á, thì phải đi từng bước nhỏ. Trồng cây á, thì phải chăm sóc, phải phân bón, thì nó mới có trái, nó mới ra hoa tốt đẹp chứ con. Vậy là con chỉ mới ra nụ thôi phải không tía? Chắc vậy à. Bữa nào rảnh về nhà vài bữa đi. Mùa này nước nổi nè, có cá linh non nhiều lắm. Vậy tía nấu canh chua bông điên điển cho anh. Vậy thôi để con sắp xếp vài bữa con về con thăm tía má nha. Rồi, nhớ học giỏi nha con. Dạ con biết rồi. À thôi tía làm gì làm đi, có gì con gọi sau nha. Ừ. Mấy anh muốn gì? Tại sao có đường mà không đi? Đi cản đường tôi. Mày chỉ là thằng vô danh, đừng có hòng mà giành vai của đại ca tao. Anh nói thì anh phải suy nghĩ lại đi. Trước khi mấy anh có danh thì mấy anh cũng là những thằng vô danh như tôi thôi. Mày dám nói chuyện với tụi tao vậy hả? Cái gì đúng thì tôi nói đúng. Tôi không có sợ ai hết á. Với lại tôi không có làm cái gì xúc phạm hay động chạm tới mấy anh, thì mấy anh đừng có kiếm chuyện tôi. Mày đừng tưởng mày có chút võ thuật mà giành vai đại ca tao. Anh nên coi chừng đi là vừa. Mày té ở đâu á thì đứng lên chỗ đó, hơi đâu mà tức cho mệt biết nữa. Tức sao không tức, thử làm ăn chân chính thử coi. Thì cứ coi như là cạnh tranh đi. Nếu như mà nói cạnh tranh lành mạnh á thì tôi đâu có nói gì đâu. Vậy rồi giờ quyết định có đi nữa không? Phải đi chứ, đi cho tới hết phim luôn. Nói tôi nghe, tại sao lại là con dao thiệt? Anh có biết làm như vậy là nguy hiểm tới tính mạng người ta hay không? Dạ dạ em xin lỗi. Xin lỗi là xong à? Nếu hôm nay xảy ra án mạng thì sao? Dạ em biết, nhưng em khẳng định với anh là em để cái dao đầu cụ vô hiện trường luôn mà. Vậy ai là người đã cháo con dao này? Dạ em cũng không biết nữa. Mạnh ra quay, hai bạn nam đóng vai giang hồ chuẩn bị quay luôn nè.
Phân đoạn 8, Mạnh bị truy sát thêm lần nữa. Làm gì ngồi đó thở vắng than dài. Sao hổm ra giờ không thấy thằng Tám nó gọi điện về ông? Chắc nó bận đi học, rồi đi đóng phim, rồi phải làm thêm nữa chứ. Thời gian rảnh ở đâu mà ngày nào cũng điện thoại cho bà. Tội nghiệp. Hồi còn ở nhà với tía má thì không phải làm gì hết. Rồi giờ lên thành phố phải chuồn cái mặt ra đi làm, bươn chải kiếm tiền. Kệ nó đi, nó lớn rồi. Lớn nào lớn? Thì lớn. Lớn hơn đường chút xíu. Tôi biết là Mạnh nó sai mấy anh đánh cháu con Dao. Anh có biết là Thanh Long nó không ngại nguy hiểm cứu mạng Mạnh. Vậy mà Mạnh nỡ nào đang tâm hãm hại người ta? Dạ, tụi em đã nhận ra cái sai của mình. Tụi em xin lỗi đạo diễn. Nếu hôm nay xảy ra tai nạn thì anh sẽ là người hối hận cả đời. Xin lỗi vì lòng ích kỷ mà tụi em đã gây ra hành động thiếu suy nghĩ. Làm nghệ thuật muốn có được thành công thì không được phép để lương tâm của mình giấy bẩn. Dạ tụi em biết rồi ạ. Xin phép đạo diễn tụi em về. Tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện cho mấy anh. Làm gì mà đi ngang bà không ngó tới cái mặt tôi vậy chứ vậy? Làm gì phải ngó? Làm như xa lạ lắm vậy. Sáng sớm làm gì đi chợ vậy mặt mày không đứng hả? Mua bông điên điển gì nấu canh đó hả? Biết gì không mua cho rồi. Mua rồi mà nói biết gì không mua cho rồi là cái sao? Là sao? Tám Tàng nó thích ăn món này lắm. Ừ. Giờ mua không có nó nhà. Tôi thấy buồn. Nó lớn rồi. Chứ đâu phải mới sanh ra đâu mà làm gì dữ hả? Tía má ơi, con về rồi nè. Kìa. Đó, đó, thiệt đó, hả? Đó. Mới nhắc thì về rồi đó. Bạn ơi, mới nhắc thì có con à. Nó về rồi nè. Cái gì hả? Dạ, thưa tía, mới về. Con bị cái gì vậy? Trời Phật thánh thần ơi, làm gì mặt mày tay chuẩn bị gì hả? Dạ, cái này con đi đóng phim. Trời Phật ơi, đóng phim kiểu mày vậy mà mình mấy mặt mày băng bó tùm lum rồi làm sao? Dạ, không sao đâu tía. Đây chỉ là vết thương con bị thương khi mà con lao động nghệ thuật thôi à. Đi vô nhà đi, vô tính. Dạ dạ. Vô nhà đi tính. Đi vô tiếp á. Đi đi đi. Dạ con mời tía má ăn. Ừ ăn đi con ăn đi. Thèm mà cứ ăn cho nó thoải mái. Ổ bún vô. Dạ có bún rồi tía. Ăn từ từ thôi con. Còn nóng đó. Dạ. Cứ để cho nó ăn đi. Sức chai mà. Nhưng mà ăn từ từ thôi. Rồi kể cái chuyện lên thành phố đó. Đi học ra làm sao. Đóng phim làm sao. Kể cho tía má nghe coi. Dạ. Thì ở trển á con vừa đi học. Con vừa đi làm thêm. Nói chung là ở trển á người ta thương con lắm tía. Thì đó. Tía nói con rồi. Mình sống cho nó thật tình đi.
thì đi tới đâu á người ta cũng thương mình á. Con tin này mừng á nè Tiếp, con nhận được một dự án phim dài hạn luôn. Trời ơi thiệt hả? Dạ. Dài bao lâu lận? Dạ 250 tập luôn á Tiếp. Trời ơi nhiều dữ ha. Dạ. Ờ ngon đó. Rồi con đóng vai gì? Dạ con làm diễn viên đóng thế rồi má. Trời đất ơi, đóng cái kiểu đó biết chừng nào nổi tiếng. Ừ, cái vai này á khó lắm nha Tía, không phải muốn nhận được là nhận đâu, mình phải biết võ mới được. Mà cũng hên Tía là bài vai nó dạy con học võ nha, cho nên con biết được chút chút, rồi cái vô đó người ta nhận mình, chứ mình không biết gì sao người ta nhận được Tía. Khó dữ vậy à? Nhưng mà nói Tía má nghe nè, giờ Tía má đừng lo cho con nữa, con thì con lớn rồi, con mạnh ù luôn á, cái gì cũng làm không được hết. Đó bà thấy không, tôi đã nói nó lớn rồi mà. Lớn đâu mà lớn. Trời đất ơi, bé lớn mà không lớn nữa hả? Bà nhìn đi, nó còn bự hơn tôi nữa kìa. Bà muốn nó lớn cỡ nào? Bằng người khổng lồ luôn hả? Tía, Tía chưa ngủ hả Tía? Bữa nay Tía thấy khó ngủ. Tía thấy trong mình sao? Tía thấy Tía vui. Nhìn thấy mấy đứa con lớn hết, Tía mừng lắm. Dạ. Má con ngủ rồi, bây giờ còn hai Tía con mình. Nói thật cho Tía nghe coi, đi lên Sài Gòn học hành, đi đóng phim, có cái gì khó khăn chắc chở hay không? Nói cho Tía biết. Dạ con. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ Tía nuôi con từ nhỏ tới lớn, Tía nhìn là Tía biết. Dạ thì con bị bạn con chơi xấu. Trên đời này có người tốt người xấu, con đừng có tập trung suy nghĩ nhiều, nó mệt lắm. Hơn nữa người ta đã biết lỗi rồi, người ta xin lỗi mình thì thôi bỏ qua để cho nó nhẹ nhàng. Nhưng mà con thấy con sống với Tía má từ nhỏ tới giờ, Tía má lo cho con không à. Bây giờ con lên trên Sài Gòn rồi, con ra đời, con không biết làm sao để đối phó với người đời nữa Tía ơi. Hơi sức nào mà con suy nghĩ phải đối phó với người đời cho nó mệt. Mình cứ sống sao cho nó thoải mái, hiền lành. Còn sự nghiệp công danh á, cứ nỗ lực hết mình, để về sau mình không phải hối hận. Lửa thử vàng, gian nan thử sức nghe con. Dạ. Dạ Thím Năm hả? À, lứa tôm của Thím á, cần được chưa? Con Quang cần nghe. Hả? Thằng Blip nó cần rồi hả? Ờ, lứa sau có gì Thím kêu con nghe. Dạ. Cũng cái thằng Blip này nữa, từ ngày nó ra nghề tới bây giờ, bà con xẻo lá này ai cũng ưu tiên cho nó hết, giật hết mối của mình. Tôm 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 nhiều sang giờ, cắn mà mòi tay muốn chớ. Ôi, chào đồng nghiệp. Chào Đực. Sáng giờ anh cân tôm nhiều không? Em cân tôm qua cả mắt, nhức cả tai luôn. Mày cười chọc quê ta hả Blip? Em chào anh thiệt mà. Vậy mắt cái gì mày cười? Em á, lúc nào cũng tươi như hoa hết. Tao nói cho mày biết, mày đừng có vội đắc thắng, rồi có ngày tao sẽ cho mày biết tay. Anh nói vậy là sao? Sao trăng gì á thì từ từ mày sẽ biết. Còn kể từ bây giờ, gặp tao là cấm cười nha mày. Dạ. Ai tôm của cả bạn không? Ai tôm của cả bạn không? Ai tôm của cả bạn không? Ai tôm của cả bạn? Thank you.
Dạ con nghe nè thím Tám. Dạ thì con đang chạy qua nè. Sao thím bán tôm cho người ta rồi hả? Dạ. Dạ con nghe nè chú Chính. Dạ con đang chạy qua nè. Chú đi công chuyện hả? Rồi chú bán tôm cho người ta luôn hả? Dạ. Kỳ vậy ta. Sao tự nhiên sáng giờ 7-8 mối không chịu bán tôm cho mình? Rồi, đủ rồi. Đủ thôi anh về. Bữa nào có nữa, kêu anh qua anh cẩn cho nghe. Anh yên tâm, cảm ơn anh nhiều nha. Vậy cẩn thận nha anh. Rồi. Ủa, ba lít qua mua tôm hả? Trễ một bước rồi. Tao mua hết trơn cái trội rồi. Thôi chơi nghe, tao về à. Xe hư dắt ngang từ dưới xe luôn á mà tao không sửa, gọi cho mày mày không bắt máy, đi vô đây kiếm mày cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Bình tĩnh ba lít, đừng giận tao, để tao giải thích cho mày nghe. Tại ông Đực có mua giá cao hơn nên bán cho ổng. Cao là nhiêu? Thì ổng mua 1 ký mà 10 con á là 370, còn 20 con á là 350, mà 30 con là 320. Mày mua bao nhiêu? 10 con 350, 20 con 320, 30 con 290. Thì đó. Vậy thì không lẽ không bán cho ổng? Ủa sao kỳ vậy ta? Ổng mua giá cao hơn dựa, cao hơn mình luôn. Mua kiểu này sao không có lời trời? Chắc có lời ổng mới mua á. Hèn chi. Mấy bữa nay mấy cái mối ruột kêu mình vô căn tôm đã, rồi gọi quỷ mình. Chắc là bán cho cha Đực thì chứ không ai chứ. Đúng rồi. Sớm này có hai người không bán cho mày thì bán cho ông Đực à. Ê, đâu hả? Đi sửa xe. Vô tao sửa cho, tao không lấy tiền luôn, miễn phí luôn. Dành thời gian ở nhà bán tôm đi. Ba Lít, vô tao sửa thiệt á. Sửa xe cho nè. Thiệt tình không hiểu tại xe. Ba Lít, vô cà phê, vô ngồi chung nè. Thôi ngồi bên đây quen rồi, ngồi bên đó không có hợp phong thủy. Sao tự nhiên hàng học với anh dữ vậy? À, hay là sáng giờ không cần được tí nào phải không? Cho nên quạo chứ gì. Ai nói? Trời ơi, tôi cần quá trời luôn. Ôi, cần nó mũi tai luôn, ginh tôm á. Trời ơi, thiệt. Thôi, đừng có nổ. Nè, tôi nói cho anh biết, làm ăn đàng hoàng á, thì không có sợ gì hết. Buôn bán á, thì phải cạnh tranh công bằng chứ. Chỉ sợ ai đó làm điều gì sai sai thôi. Đúng hay sai đâu có quan trọng, mà quan trọng là kinh nghiệm, biết không? Thời gian đầu người ta thương tình cho nên mới bán cho mày, chứ còn lâu dài phải bán cho mối quen như tao chứ. Mối tôm. Alo, cần tôm hả? Dạ, em qua liền. Ba Lít, ở chờ nghe, tao đi con tôm. Ủa, mà bữa nay sao tao không thấy mày cười? Hôm bữa ông cấm tôi cười mà. Bữa nay khác.
anh Tèo. Hổm giờ anh có gặp anh Ba Lít không? Không, không có gặp. Ủa gì kỳ vậy? Hai anh là bạn thân nhau mà. Nó giận anh rồi. Cũng tại anh á. Cái vụ mà ông đực cân cua cân tôm đó em biết không? Biết. Ờ, thì ông cân giá cao hơn nên anh bán cho ông, không bán cho nó. Nó giận luôn rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đâu phải mình anh đâu, cả cái xóm sở lá này ai cũng vậy mà. Thì thấy giá cao ham thôi. Ờ. Mà cái chuyện này hình như là hồi bữa em có nghe tí em nói á. Ừ. Mà ông được ông cân vậy á là ông đâu có lời đâu. Tức là ông đang muốn phá giá triệt đường sống của ông Ba Lít á. Trời, nói như vậy là anh Ba Lít anh buồn dữ lắm luôn á. Ừ, chắc nó cũng buồn. Anh tính kiếm nó xin lỗi nó một tiếng nè. Mà nghe nói mấy nay nó không có đi cân gì hết trơn á. Chắc nó nản cái vụ đó đó. Trời đất ơi, mua bán không lo ngồi để thả hồn thêm mấy nước với ông. Giờ có ai bán nữa mà mua bác hai? Sao vậy? Thì ông đực đó. Giờ bà con bán cho ông hết rồi, không chịu bán cho con nữa. Ủa cái thằng đó nổi tiếng từ xưa tới nay, mua ép giá mà sao còn bán cho nó? Thì đó, ổng là chuyên gia ép giá luôn. Mà không hiểu sao mấy bữa nay ông mua giá cao, mà cao hơn dựa luôn bác hai. Bởi vì bà con bán cho ổng là đúng. Trời đất ơi, mua bán gì sao có lợi? Không biết ông có mánh mung gì đó. Kỳ ta. Mày muốn cạnh tranh với tao hả? Còn xanh và non lắm con. Kỳ này tao cho mày bỏ nghề luôn Ba Lít ơi. Mày đặt giật mối của tao đâu có dễ. Ông hay lúa gọi, chắc kêu qua cân cơm. Alo. Dạ em nghe đây anh hai. Cân cơm hả? Dạ dạ dạ. Nhưng mà đầu vô chiều em mới qua được nghe. Còn kẹt mấy mối. Dạ ok. Hôm rày nói ủng hộ thằng Ba Lít mà bây giờ nghe mình mua giá cao cũng tìm tới thằng đực này. Mười hai ký nghe anh hai. Chắc không? Anh không tin qua coi nè. Thôi khỏi coi. Vậy ha. Đây em trả tiền cho anh luôn nè. Khoan khoan khoan. Ủa sao vậy anh hai? Chờ chút đi. Bà hai ơi, để mày cân cái đây coi. Ôi. Ủa, anh tính làm gì vậy? Chờ chút đi. Ây à. Giờ cậu bưng cái thùng tôm để lên giùm tôi coi. Hồi nãy tôi cân đủ rồi thôi. Cân lại làm chi? Bộ anh không tin tôi hả anh hai? Tin hay không cân lại cái biết hà. Ở đó bà dòm tôi coi bao nhiêu ký vậy? Mười lăm ký ông ơi. Đó. Chắc là cái cân của anh á, nó bị cái gì rồi đó. Bị cái gì là bị cái gì? Cái cân này là tôi mới mua. Hàng Việt Nam chất lượng cao đàng hoàng đó nghe. Cân của tôi là cân làm ăn, cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao vậy. Anh chị nói vậy á, khác nào hạ uy tín của tôi. Bây giờ cậu muốn cãi phải không? Bây giờ nếu cãi thì xách cái cân tôi nè với cái cân cậu lại công an xã đi. Rồi để người ta coi cái cân nào mà cân thiếu, cái cân nào cân đủ. Anh nói ngộ. Mắc gì kiểm tra? Anh không bán thì tôi đi cân chỗ khác. Ủa vậy là sao ông? Chẳng sao gì. Nó có tịch thì nó giật bình với chẳng sao gì. Mà sao mà ông biết là cái cân nó cân thiếu? Bà nghĩ tôi là ai? Bộ nó tưởng nó dễ qua mặt hai lúa này lắm hả?
Phải nói là mình nể mình thiệt chứ. Kế vậy mà mình cũng nghĩ ra đó. Từ ngày mà có cái bảo bối này, thằng Ba Lít sẽ chết chắc. Bây giờ bà con đâu ai thèm bán cho nó nữa. Vậy sao ông không bắt ngay luôn lúc đó cho rồi? Mấy cái thằng gian á, bà muốn bắt nó là phải bắt cho tại trận, bắt tại tay. Chứ bà nói khơi khơi đó là nó chối. Nó làm ăn cái kiểu đó cuối cùng đó, thiệt hại cho ai? Là bà con nông dân mình à. Chứ ai vô đây? Chả có cái tật. Buôn bán gì mà thiệt cái chứ. Hồi trước á thì mua ép giá bà con. Bây giờ thì gian lận cân thiếu. Kiểu này ném gì lừa đảo rồi. Lừa đảo chứ còn ném gì nữa. Bà nghĩ coi nó lừa đảo ai đây? Lừa đảo bà con mình á, dân nghèo nè. Sao? Còn mớ tôm tính sao không? Để đó đi. Tôi kêu ba lít qua cân. Mà tôm đó ở đâu vậy? Tôm của mình còn nhỏ chưa tới lứa cân mà. Tôm của con Mộng. Của con Mộng. Bác hai! Bác hai! Ủa? Làm gì đứng đây vậy Mộng? Dạ con thùng gì đây? Dạ tôm. Tôm đem đâu? Dạ con muốn nhờ bác hai một chuyện á. Dạ tới chuyện gì? Con nhờ bác hai bán số tôm này cho anh Ba Lít được không bác hai? Trời đất ơi, thằng Ba Lít thì cái xóm này ai không biết nó. Mày cũng quen với nó vậy thì bán trực tiếp cho nó đi, qua trung gian tao chi nữa. Thì nhưng mà bác hai cũng biết là chuyện của tía con với anh Ba Lít rồi. Dễ vậy mà tía con chịu bán cho ảnh, cho nên là con mới nhờ bác hai đó. Rồi mày biết tía mày không ưa Ba Lít, rồi mày nhờ tao bán vậy thì tía mày không nghi sao? Dạ không sao bác hai. Con chờ tía con đi ra ngoài rồi con mới đem cái thùng tôm ra đây á. Cho nên là bác hai giúp con nha. Dạo này tao thấy mày cũng quan tâm tới Ba Lít dữ nghe. Thì tại vì con thấy ai cũng bán tôm cho ông được hết, không ai thèm bán cho anh Ba Lít. Cho nên là con mới giúp ảnh thôi. Nha bác hai, giúp con nha bác hai. Được rồi, để đó đi. Tao kêu ông Đực tới cân. Dạ. Cái chuyện của tao, chuyện người lớn. Tao làm gì tao làm. Mày không cần có suy nghĩ tới. Miễn sao tôm mày tới tay Ba Lít là được rồi. Thì ra là vậy. Tội nghiệp tụi nhỏ quá. Có gì đâu. Có duyên có nợ thì tới với nhau. Còn không duyên không nợ thì đường ai nấy đi. Ai tôm của cả bạn không? Tới hả? Ai tôm của... Ủa? Rồi á, mày kêu tao qua nhà mày. Rồi mày đứng đây làm gì? Tao sợ mày qua nhà tao xa, tao ra đây tao đón mày nè. Sơ, cảm ơn. Rồi kêu tao qua đây chị. Bán cua. Nè, mới bắt được mấy con cua kêu mày bán cho mày nè. Ui, cua này bình thường. Không mua. Ủa, sao không gọi bạn Đực của mày á? Mua đi, bạn Đực mày mua giá cao lắm mà. Mày, đàn ông trai giận dai thấy ớn à. Mày coi lại cách ăn ở mày đối xử với bạn bè đi. Thì thôi, tại tao. Xin lỗi mày được chưa? Xin lỗi mà. Còn mày có cần không? Không cần tao đi về. Ôi, cần. Năn nỉ dữ lắm tao mới cần đó nha. Xạo hả mày. Nè. Tao đàng hoàng nghe, không có ăn gian à. Sơ, tao đâu phải như bạn Đực của mày. Chối vậy kiểu này nó xúc càng hết trơn rồi, thằng này thiệt tình. Coi dân chuyên nghiệp căn cua người ta chối nè. Nè, thấy không, chối phải chối như tao nè. Nó khích càng lại chứ thôi nó kẹp mấy con kia rồi sao. Lẹ đi mày. Rồi. Còn đủ nghe. 4 con 1.8 kg. Đủ không mày? Sao không đủ? Nó chơi chút làm cắn vậy. Nó chơi không có vui. Quên. Trả tiền. Đúng rồi. Sáng đi cân, chủ vựa chưa có cho ứng tiền.
Vậy cũng bày đặt làm lái cu à. Thiếu đi, chiều chiều tôi đưa cho. Ừ, chiều chạy qua nhà đưa tao cũng được. Ờ, cảm ơn. Ui, bác hai, kêu con qua đây có chuyện gì không? Có mớ tôm rồi, vô căn đi. Dạ, đợi con lấy đồ nghề anh cái. Đây hả bác hai? Rồi. Mười sáu ký mà bây giờ để coi con trừ nước đá với cái thùng này ra con tính bắt hai là 15 ký. Tao tưởng mày thì tính 12 ký giống như thằng Đực là chết cho tao à. Trời, con á là làm ăn đàng hoàng, làm lâu dài chứ phải ngại bữa đâu bác hai. Đúng rồi, làm ăn phải giữ chữ tín chứ. Ông bà mình có câu ăn ít mà no dai á bác hai. Đúng rồi, mua danh ba dạng bán danh ba đồng. Dạ. Mày thấy không? Như thằng Đực đó. Con nghe nói á, mấy bữa nay ổng đi tới đâu bà con mình chửi ổng tới đó. Trời ơi, chửi gì? Bây giờ ta nghe cái danh thằng Đực một cái là ta đã chạy rồi. Kỳ này chắc ổng bỏ nghề luôn á bác hai. Coi như là một bài học cho nó. Mai mốt có làm ăn, phải làm ăn cho nó đàng hoàng. Dạ, bởi vì con nghe theo lời bác hai là đúng mà. Dù sao á, con cũng cảm ơn bác hai. Cảm ơn tao gì? Người sinh con ra là cha mẹ, người ra tay cứu vớt đời con là bác hai. Đó hơi quá, đâu có gì dữ vậy. Giúp đỡ con cháu trong xóm làng thôi. Con nói thiệt á bác hai. Dạ. Bác hai ơi, hôm rày trong lòng con có ước ao một chuyện. Chuyện gì? Con xem bác hai như là cha ruột của con. Con muốn ngày đêm sống chung với bác hai. Trời ơi, muốn kề cận, chăm sóc, báo hiếu cho bác hai. Bác hai ơi, hay là bây giờ con dọn đồ con. Thôi thôi thôi, tao lại mày ba lít. Làm ơn để cho tao yên, tao bình dụng cái. Tao còn sống lâu lắm, mấy chục năm nữa lận. Mày mà dọn đồ qua đây các tao chết liền à. Ủa, dù sao mình cũng có tình cha con một ngày rồi mà bác hai. Thì đó, một ngày đó mà tao còn đã muốn chết rồi. Mày bây giờ mày tính qua ở luôn hả? Thôi thôi thôi, thôi. Nhà anh ấy ở đi ha. Dạ. Sao bác hai thông minh. Nhìn bác hai một con người thông thái. Mới nói mé chút xíu mà bác hai hiểu được tâm can của con vậy bác hai. Tao rành mày quá. Mày mở miệng ra là tao vô hổng mà tao ngồi rồi. Gừng càng già càng cay mà con. Dạ. Ê, bác hai, không ấy cho con gửi tiền đi. Chứ nói chuyện con hay quên lắm mà con về mất công lắm. Ờ, tao không lấy đâu. Cái gì? Bác hai bán tôm cho con rồi còn không lấy tiền tôm nữa hả? Ừ, tao không lấy. Trời ơi, bác hai, bởi vì con nói quý nhân. Cảm ơn bác hai, cảm ơn bác hai. Không có chuyện đó đâu, từ từ. Tao không có lấy tiền, nhưng mà người khác lấy. Là ai bác hai? Chủ tôm với ai? Ê, mối mới hả bác hai? Mối mới nhưng mà người cũ. Anh ba. Chào em. Anh kêu em ra đây có chuyện gì không giờ? Tiền tôm của em nè. Ủa, anh biết hết rồi hả? Nhận đi. Nhận đi. Lấy đi. Lấy đi. Để thôi em lấy. Khoan, em đếm lại đi. Dạ hơi khỏi, em tin tưởng anh mà. Qua chuyện này anh mới biết em vẫn còn quan tâm tới anh. Thì
Anh nói gì vậy? Dù gì hai đứa mình cũng từng quen nhau, không lẽ thấy anh vậy mà em không giúp? Mộng, mai mốt á có bán tôm bán cá thì gọi anh qua nhà cân, chứ đừng á có xách qua nhà bác hai. Anh xót. Thì em cũng muốn mà, nhưng mà tại vì tí em. Anh hiểu. Từ cái lúc xảy ra cái chuyện đó, tía vẫn còn thành kiến với anh. Nhưng em yên tâm, ba lít này, ai tôm, ba lít này sẽ cố gắng phấn đấu thay đổi để cho tía chấp nhận anh. Mộng. Ừ, dạ. Sáng kêu giật ngựa như là trái nhà vậy. Trời ơi ông coi đi. Trời ơi cái vườn rau của tôi, trời ơi tan nát hết trơn rồi. Trời đất ơi, sao tan nát hết trơn vậy nè? Trời ơi, tổ cha nó, mấy con chuột nó dám phá cái vườn rau của tôi đó. Bà la như vậy á, hàng xóm nghe chứ chuột nó không nghe đâu. Kệ đó, tôi cũng cứ là tôi cứ chửi, biết đâu nó nghe mà nó sợ. Biết đâu thầy, bây giờ tôi nghe tôi sợ thì có chuột nào sợ. Trời ơi, công sức của tôi. Còn ông nữa. Gì? Không có lo phụ giúp được tôi cái gì hết trơn. Tối ngày là cứ đi uống cà phê hoài à. Bà vô lý quá. Cái này là chuột nó phá chứ không phải tôi làm gì đâu mà đổ thừa. Trời ơi, tan nát hết vườn rau của tôi rồi. Công sức của tôi. Trời ơi, bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Ủa, ông đâu sớm vậy? Đi mua mấy cái gập lồng về gài, mấy con chuột nó phá quá trời quá đất chịu hết nổi rồi. Chà, trời ơi mấy con chuột nó quậy quậy quá rồi bữa nay mới thấy ông rộn lên ha. Không làm nó yên chứ bà, ổng lại bà cằn nhằn vậy ai chịu nổi. Ủa vậy chứ không phải ông tiếc mấy bao lúa giống nó cắn quá rồi giờ mới đi mua đổ thừa tôi? Cái đó cũng có một phần, mà ổng biết sao gần đây chuột ở đâu mà đi vô đây quá trời vậy không biết. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy nó lạ ghê. Nhà cửa tôi quét, tao nói dọn hết từ trên xuống dưới, tao nói sạch bon mà không biết chuột đâu ra. Vô mà cắn mà la hét sùm sáng đêm không có ngủ được. Đi mua lẹ lẹ về tôi đi công chuyện đó nha. Nhiều bỏ. Bắt phá hả? Tìm là chích tao nha. Chích tao nha. Chích tao nha. Cô. Cô Hồng. Cô Hồng. Gì vậy? Làm gì đập bàn đập ghế ghê vậy? Trời ơi, tao đi tìm mấy cái con đó hả? Cái con tí bốn chân đó, phá nhủi gì đó. Chuột á hả? Chứ còn gì nữa. Cắn hết đồ đạc của tao hết trơn à. Ù, ai chịu ở giờ chị gắng chịu. Mày dạ. Im cái miệng mày nha. Mày nói kiểu đó là khách khứa nào dám vô quán tao. Tao bán hàng mày kêu ở giờ là sao? Trời, nó chơi chút xíu làm gì quạo vậy? Tèo, bây giờ mày có cách nào mà giúp tao không? Diệt mấy con chuột đó. Cách gì là cách gì? À, thuốc diệt chuột. Thuốc diệt chuột. Mày kiếm thuốc giùm tao đi. Đừng có nghĩ tới thuốc diệt chuột giùm cái. Bà hôm nhà bà chính kìa, bà cũng mua thuốc diệt chuột và bà để tính diệt mấy con chuột. Ai về chuột đâu không thấy diệt mà diệt luôn con chó nhà bà. Công nhận mấy con chó tham ăn thiệt á. Đồ ăn của chuột mà nó cũng ăn nữa. Chết cha, vậy sao ta? Ê cô Hồng, giờ cô đừng xài thuốc diệt chuột, cô xài keo dính chuột đi. Keo dính chuột? Ừ. Bảy lồng nè, bảy đập nè, đủ món ăn chơi đó. Chuyến này là tụi bay chết với tao. Ừ.
Trời đất, con làm gì mà lén lén vô vậy? Tại con thấy chú Tư đang ngâm cứu gì ra, con vô con coi. Ngâm cứu gì đâu? Coi mấy cái bẫy chứ ngâm cứu gì? Bẫy bẫy gì? Bẫy á. Hiểu chưa? Trời, bẫy chuột, nó đại chuột đi. Đừng có nói cái tiếng nó ra, đừng nói tên nó. Ông bà anh có dạy rồi, hả? Không thích cái gì đừng nói tên nó ra, hiểu chưa? À, bây giờ không nói chuột thì nói tí. Ừ. Thà mày tới gì đi. Ủa sao nay rảnh rỗi mà đi qua đây vậy? Đi cân tôm mà lâu lâu cũng phải nghỉ ngày chứ chú Tư. Trời, đi cân tôm mà làm như công chức, có ngày nghỉ rồi. Ôi chứ làm hoài tiền bỏ đâu cho hết chú Tư. Sốc. Khoe. Gì vậy? Chú Tư bỏ tay giùm con cái. Gì vậy? Bỏ vô đi. Rồi rồi rút ra. Trời ơi, sao mà thời buổi giờ mà còn xài mấy cái bẫy chuột này nữa? Chứ giờ nó phá quá không xài cho được. Cái này không có xi nhê gì đâu. Ha. Tao thấy mày nói đúng. Tao mua mà tao gài hôm nay mà không có con nào vô trơn trọi mày. Để con chỉ cho chú Tư cách nè. Việc là việc sĩ luôn chứ không phải việc lẻ nữa. Ủa cách gì vậy? Nói nghe coi. Xích vô. Nói đại đi cái gì đâu mà mới là. Xích vô. Xích vô. Rồi nói đi. Được rồi, đủ rồi đó. Nói đi. Đây nè, đây nè. Làm gì như ma vậy? Nói đi chứ gì mà lãng quan lợi vậy? Tại con nói nhỏ mà con xích ở bên đó cái ngồi nó không thoải mái. Qua đây rộng. Đây. Sao? Không vậy, này nguy hiểm à. Được. Trời ơi, chú Tư thử làm đi. Là có hậu quả liền à. Gì hậu quả? Trời ơi, lộn. Chú Tư thử làm đi là có hiệu quả liền. Hiệu quả hả? Ủa được có ai làm chưa? Trời ơi, sớm trên làm chết quá trời luôn kìa. Hết. Lộn, chuột chết. Mày làm tao hồi hộp quá. Bây giờ thời buổi giờ ai làm cái này nữa, mình phải làm mấy cái đó đúng không? Là mình phải áp dụng vô nó mới giết cái việc tận gốc nó được. Tao nghe mày nói cũng có lý à. Để nghe mày thứ lần này coi sao. Ấy mày coi mày đi mày gặp mày mua giùm chú một cái coi. Lát con đi chợ nè, rồi con ghé con mua cho. Về á mình diệt chuột ha. Đừng có nói tên đó. Lộn, diệt tí. Thường thường lên đây phải không? Lên bậc thang này là chị vô nhà cắn cái bao lúa giống phải không? Đây nè con, quất một cái đường đi của mày nè. Đó. Đây, nếu mà chị thoát qua đây là tao quất cho mày đây một cái nè. Đó. Đây là dứt khoát là mày phải lên đây thôi. Ở đằng kia bị sập mà có sảy đó là cũng đảo lại đường này phải không? Đây nè, để mày đen cái chặn đường mày nữa nè. Yên chí, yên chí, đêm nay lụm dài em tí nè. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát giông hồ mênh mang. Miền Tây sang sát mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu điên điên say mê vàng trống. Quần nhỏ đầu con qua sớm vậy? Dạ đưa ngủ nhà nó. Với anh Bảy hả? Dạ không, nó ngủ mình. Anh Bảy nó đi ra đồng rồi. Sao hổm ra giờ má cứ thấy anh Bảy ngày mà nó đi ra đồng mấy bận lận con? Ngoài ruộng á, chuột đâu nó vô quá trời quá đất vậy. Mà anh Bảy anh phải ra anh coi chứ nhà đâu yên đâu má. Mèn ơi, má tưởng là chuột nhà với chuột vườn nhiều thôi
Bây giờ ngoài đồng cũng chuột nhiều luôn hả? Dám đâu, ngoài đồng nó còn nhiều hơn nữa. Kiểu này nó cắn nhiều vậy là thất mùa đó con. Rồi hai vợ chồng có nghĩ cách gì chưa? Anh Bảy anh cũng có nói với con là mua thuốc á, rải trên mấy bờ mẫu cho con chuột nó ăn nó chết. Nhưng mà ông thấy không có được. Rồi lỡ như rồi con gà con chó nó ăn phải rồi nó chết mấy mình mang tội không? Đúng rồi đó con, đừng làm vậy, nghĩ cách khác đi. Giờ này là bích hết đường cho con. Mày nghĩ sao vậy? Mày chọc cái Diễm Hồng là mày coi cái chắc thôi à. Giờ không biết cách nào luôn á, nói thiệt tình. Dạ, thế đưa tía. Một em chui vào lò tử thần. Để xa xa ra ông, để bên kia đi. Trời ơi, không đặt đâu mà dính hay vậy? Mé bếp, mé cửa sổ, mẹ nào nó đi đó, thấy dấu chân nó đi thì đặt rồi nó dính chứ gì. Kể cho dữ vô, dính còn con. Thì bữa con tháng dính 30 con thì sạch nhà luôn chứ còn gì nữa đâu mà đó. Con thấy đặt cái lòng giống tía hay á. Má. Con gì á, con kêu anh Bảy á, làm cái lòng 70 y chang vậy, đem ra đồng đặt, có thấy được không? Ờ, được đó. Ủa, ruộng mình có chuột hả? Dạ, tự dưng đi đâu quá trời luôn tía. Chà, nếu mà ngoài đồng thì làm ba cái gặp này biết nhiêu mà chỗ thấm nó nổi. Chứ giờ sao ta? Không lẽ giờ con văng cái lưới điện hả ta? Không được đâu à. Để đặt văng lưới điện đó là người ta đi là giật chết người ta ở tù đó nha. Tía, con nghe ta nói á, mở trang hiệu quả lắm. Để con mua mở trang về con để ngay bờ mẫu á, cho mấy chuột nó sợ nó chạy hết luôn. Biết sao mà con chuột nó sợ mở chăn không? Cái con chăn hồi nó còn sống á là nó hay ăn con chuột, phải không? Rồi cái con chuột đó nó nghe cái mùi con chăn, thành thử nó sợ đi, nó bỏ ruộng nó đi, nó bỏ đi chỗ khác đó, phải không? Trời, giờ tí nói vui chứ chứ con cũng rành mấy cái vụ đó nữa. Nhưng mà bây giờ đó đâu có mở chăn thiệt đâu, toàn đồ giả không à. Mình kiếm chỗ uy tín mình mua. Dạ đúng rồi má. Chút nữa cái con đi ra chợ nó có con mua mới gì. Ờ, được á. Con mua cái sẵn mua nhiều nhiều cho má luôn. Má đặt ở nhà, trời ơi nhà chuột cũng dữ lắm. Trời đất ơi, ba cái chuột nhà nó đâu có sợ ba cái mở chăn đâu. Dạ chuột lắc chuột sợ hồi nào tới giờ con chăn nó đâu có ăn ba cái con chuột đó đâu mà nó sợ. Cái mở chăn là chỉ có con chuột lòng nó sợ thôi. Vậy hả? Ừ. Thôi thôi, trời ơi ông đi dẹp con chuột giùm tôi cái đi. Rồi đi rửa tay cho nó sạch nha. Trời ơi, chuột nó lây bệnh dữ lắm á. Biết rồi, nói nhiều quá. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Cô Hồng ơi, cô Hồng, trời ơi. Ai? Trời ơi, thiệt tình á. Trời cái ơi. Cái gì vậy? Nè. Sao vậy? Cô dặn cô rồi, mấy cái này ta để trong góc trong kẹt đi. Để đâu giữa đường, giữa xá đạp luôn rồi nè. Mày nghĩ sao vậy? Tao đặt ở đâu á, trong bếp, trong giường chứ ai ra đặt ở đây. Nó lôi ra đó chứ ai, nó chạy đó, nó chạy nó lôi ra đây đó. Lôi gì lôi, tự nhiên đâu nằm giữa đường nè. Chết cha rồi, sáng giờ tao kiếm còn mất đâu hả, chừng mấy miếng nữa giờ đâu mất tiêu rồi ta. Vô mày. Xài được không nghe, không mấy là tao đòi tiền lại à. Ôi, bao đổi, bao trả, bao xài. Bạn con bán mà chú Tư. Ừ. Mà hỏi lại cái cho chắc nè. Cái này có nguy hiểm lắm không? À, chú Tư, nhìn đi. Cái bình này á, nó có 12V à. Nó chỉ giật mấy con thú nhỏ nhỏ thôi. Còn người á, không có nhầm nhò gì hết á. Mày thử chưa? Dĩ nhiên là con chưa rồi. Kinh khủng quá, mày tìm không có ra trời. Ha.
trời ơi, đây rồi, trời đất ơi, thiệt á. Nó đem cái miếng dán nó chạy vô đây hả, nó nằm nó chết. Hèn chi hôi quá trời luôn à. Ngon ngon. Nhưng mà con nói nghe cái này là... Ủa, Ba Lích, đi đâu đây? Thím Tư đi chợ cái gì à hả? Thím nhớ mới cân tôm mấy bữa trước mà. Con qua đây chơi á là phụ, giúp chú Tư là chính. Ủa, mà giúp cái vụ gì? Giúp này nè, xử lý mấy con chuột. Đừng có tên Tí. Trời đất, không được nghe. Gì vậy? Giật chết người đó nghe ông. Không được đâu, người ta cấm đó. Bà chỉ là ăn no ngủ yên, mọi chuyện cứ để ếch lo. Bà Lích. Ủa, trời ơi. Ủa, băng đêm băng hôm mày xách bao xách đèn ở đâu ạ? Đi soi ếch. Hồi sáng giờ mưa á, phải không, nhái á, chứ ếch nó bắt cặp. Ra mày bắt xong sáng về mày xào lăn ăn ngon luôn á. Đã vậy, đi không? Chạy đâu, chạy đâu cho khỏi tay tao. Chạy đâu, hai em. Cặp luôn ông nội ơi, ba cái bốn con. Tao nó chết với tao mà, nghe không? Tiếng gì vậy? Ủa, ông Tư? Ủa, ông ngủ ngoài này hả? Ngủ đâu mà ngủ, canh bay chuột chứ ngủ gì. Mà nãy giờ không có nghe tiếng ai la hay tiếng gì la không? Hướng nào đi, hướng nào đi. Để tôi ra tôi lo. Để được, bà đứng ra. Không được, không được, không được. Chú Hai ơi, chiến quy, chú Hai. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, ban đêm ban hôm mà mày cũng không chịu tha cho tao ngủ nữa hả Tèo? Không, 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 chuyện quan trọng đừng có ngủ. Chuyện gì? Nguy hiểm lắm, đừng có hỏi nữa đi chú Hai ơi. Từ từ mày làm gì mày kéo tao như kéo trâu vậy Tèo? Gì vậy ông Tư? Tôi sợ điện chết rồi. Điện ở đâu ra? Điện, tôi bẫy chuột. Trời, ai kêu ông làm điện bẫy chuột? Trời ơi, chết người đó ông Tư ơi. Đi cấp cầu dao đi. Họ không có cầu dao. Trời đất ơi, vậy rồi sao? Bà đừng có la mà la tôi nói. Bà đứng đi, để tôi ra ngoài tôi coi cho. Ông con không được, ông con không được đi.
ông ra ngoài, rủi có chuyện gì, điện nó giật không chết thì tôi biết làm sao. Bậy tắm đi, tôi có dự phòng rồi. Điện này nó nhỏ lắm, không giật chết người đâu, đừng có sợ. Vậy chứ nãy tiếng ai la, hay tiếng con gì la vậy? Mà hỏi tôi biết hỏi ai? Ai biết đâu, ra ngoài coi mới biết chứ, đưa đi. Mày lích. Bà ơi, ơi, chị gì không? Ra mà coi đi. Từng mày lích nó bị điện giật. Trời ơi, khi nó vô nhà nhanh lên. Trời ơi. Phụ tôi tay, để lên. Hồi nãy mày nói sao mày nói lại tao nghe coi. Nãy con nghe bà Lít nó la sau vườn của chú Tư. Con chạy qua, con thấy chú Thiếm Tư đang kè bà Lít vô. Bà Lít nó chết xỉu rồi. Mà nó bị cái gì? Nó bị điện giật. Điện ở đâu ngoài đó? Bữa hổm nó kể con là nó mua cái bình ắc quy về cho chú Tư bảy chuột ở sau hè. Trời đất ơi, rồi chết chắc vậy, ông đập lưng ông rồi. Nhanh lên chú hai ơi. Nhanh cũng không kịp đâu, cứu hết nổi rồi. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, thiệt tôi hết biết mấy người thiệt chứ. Cũng may á, thằng Ba Lít nó còn sống nghe. Nó mà chết một cái đó, nó còn lớn chuyện nữa đó. Xui chị xui, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Dạ, em biết lỗi rồi anh hai. Mai mốt không dám làm kiểu này nữa đâu. Anh biết điện nó nguy hiểm cỡ nào không mà anh còn làm được? Dạ, nói nào ngay thì cũng do thằng Ba Lít nó bài vẽ em. Nó nói là cái bình này có 12V nè, không có chết người đâu, cho nên anh mới nghe em làm thử đó. Ai ngờ. Trời đất ơi, hết chuyện người nghe sao mà đi nghe lời thằng Ba Lít. Điện 12V nhưng mà không lại là trời mưa nè, nước ngập nè, nó sẽ tăng lên chứ đâu phải nó nằm yên đó đâu. Cũng tại mấy con chuột cho nên ổng mới nghĩ ra cách này đó anh xui. Trời đất ơi, chuột đâu phải nó phá nhà anh chị xui không đâu. Nó bên tôi nó cũng nhóc kìa, hàng xóm này nhà nào không có chuột. Thì bây giờ chị đi ra ngoài chợ, chị mua ba cái gập lòng đó, gập sắt nè, rồi mình về mình gài xung quanh đây nè, nó vừa thuận tiện, nó không nguy hiểm nè đó, nó vừa có chuột để cho ông nhậu nữa. Bác gì chết ít lắm bác hai. Tỉnh rồi nè. Ê, có sao không mày? Có sao? Ý mày sao? Mày bây giờ mày muốn bắt nhiều phải không? Mày muốn tiếp tục là căng điện mày bắt chuột cho nhiều chứ gì? Tao cho mày hay nghe. Không có sống được hai lần đâu. Mày á, cũng may phước đức đó. Bây giờ mày chết lần rồi nè. Đó, mày chỉ còn một lần nữa thôi. Lần sau là mày không có sống được đâu. Lần sau tao nói mày cầm tới cục pin nhỏ nó giật nhẹ mày cũng chết nữa. Nhưng mà mấy con chuột. Trời đất ơi, tôi nói với chị á, ba cái chuột bỏ nó không thành vấn đề đâu, thiếu gì cách để mình diệt nó. Nhưng mà mình phòng cháy và chữa cháy. Hả? Bác vừa còn phòng cháy chữa cháy gì bác hai? Mày nằm yên đó đi. Người ta nói cho mày nghe, phòng cháy là vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, giường tược, dọn dẹp, quét rác đồ hết. Đó, chuột nó không vô được, nó không có cái gì ăn, nó không có cây cỏ nó ăn, không có rác đến nó ăn, thì nó không vô, nó không làm ổ, nó đẻ được. Đó là phòng cháy. Còn chữa cháy là gì? Đi ra ngoài chợ mua mấy cái gập chuột mà truyền thống đó, người ta bán ngoài chợ nhóc quá đó, mua về người ta đặt vòng đó nè. Đó, bây giờ phổ biến đi, phổ biến bằng miệng này cho bà con trong xóm ta biết nè, xử lý diệt chuột bằng cách đó đó, không có dùng điện. Cái điện này đó là nhà nước người ta cấm lâu rồi, không có dùng điện để bẫy chuột, không có dùng điện để chích cá. Nó rất là nguy hiểm, nó chết bao nhiêu người rồi. Tôi nói vậy mà mấy người có nghe không? Dạ nghe. Ý vậy mà làm nghe. Hù gì đâu mà không thấy hết hồn vậy à. Em có mua ly cà phê cho anh nè. Anh cảm ơn, nhưng mà anh uống cà phê ở nhà rồi. Em cất công đi mua cho anh phải uống á. Nhưng mà... không có nhân vị gì hết á, cầm đi. Anh ăn sáng chưa?
anh ăn rồi. À, vậy anh có khát nước không? Uống hết ly cà phê đi, rồi em đi mua nước suối cho uống ha. Thôi khỏi khỏi, anh uống cà phê đủ rồi. Cảm ơn Thủy nha. À, vậy giờ anh có rảnh không? Anh đang bận ngồi chờ khách rồi. Khách đây nè. Làm sao? Thì anh chở em đi công chuyện đi. Ủa, xe hơi em đâu, em không đi. Em có công đi bộ ra đây để đi xe với anh á. Vậy bây giờ Thủy muốn đi đâu nè? Đi đâu cũng được hết á. Đi. Đúng là hôm nay nhà thấy khác ghê luôn á nha. Chăm sóc cái tình yêu bự dữ. Đi coi, mua gì vậy? Thì xúc xích nè, trứng nè, rau củ nè. Kệ, cái gì cũng được hết á. Miễn sao lót được vô cái bao tử là được rồi. Tám không nghe người ta nói hả? Con đường ngắn nhất đi tới trái tim người đàn ông là đi qua cái bao tử đó. Ờ, thôi tùy Mai đi. Mà Mai nè, chỗ bạn bè, tôi nói thiệt Mai đừng có giận nha. Nói gì nói đi, mệt quá. Bây giờ á, muốn nói gì ba dai cái gì á, thì ở chung nhà nè, đợi nó về rồi nói. Chứ có đâu mà một ngày mà Mai nhắn tin gì mà liên tục cho nó vậy. Trời, tôi nhắn liên tục hồi nào? Trời ơi, rõ ràng là nhắn chứ còn gì nữa. Bữa nè, đang chạy ngoài đường mà cũng nhắn nữa, nhắn liên tục luôn. Mà tôi nói rồi nha, đang chạy xe mà nhắn tin vậy rồi làm phân tâm là nguy hiểm lắm luôn á. Ê, nguyên ngày hôm nay tôi nhắn cho ảnh có một lần duy nhất thôi. Tôi nhắn cho ảnh á, tôi hỏi là hôm nay anh có về ăn cơm không. Ảnh nói có nên tôi mới mừng cái này nè. Ủa, vậy không phải Mai là ai ta? Khi là khách. Khách cái gì? Khách gì mà chở mà nhìn thân mật ôm xà nẹo vậy đó. Thì chắc là khách quen. Trời đất ơi, Mai ơi là Mai. Người quen của nó lên trên đây nè, là tôi biết nó từng người một luôn á. Anh, Tám đừng có nghĩ xấu cho anh ba gia như vậy nha. Xấu cái gì? Có làm sao tôi nói như vậy à? Mà mày nói thiệt, nếu như mà anh ba dài anh có như vậy thì tôi chỉ nói vậy thôi, rồi mình từ từ á, mình quan sát thái độ của ổng coi làm sao, phải không? Nha, đừng buồn, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa đó. Cảm ơn Tám nha. Anh có mua chè cho em nè. Chỗ này nổi tiếng là nấu chè ngon nhất Sài Gòn đó nha. Cảm ơn anh nha. Anh đói bụng chưa? Để em lấy đồ ăn cho anh ăn. Nhắc mới nhớ, thấy hơi cồn ruột rồi đó. Nhưng mà thôi, để anh đi tắm trước đã. Đi đâu ở ngoài ăn uống cho vui vẻ, cho đã xong rồi ha.
Rồi về á, mua có một ly chè, mở nhà hai đứa, ai ăn ai nhịn. Nè, dù đó không phải cảm ơn tôi rồi nha. Tôi thương ông, quan tâm ông. Ông đi học diễn viên, làm diễn viên rồi ông ăn chè mập thay ra rồi sao mà diễn cho được, đúng không? Nè, một ly chè không có nhầm nhò với tôi hết nha. Bạn bè riết rồi, nhìn thấy phát nóng. Ai, giờ đi làm đây. Anh chạy xe cẩn thận nha. Anh biết rồi. Anh đi đây. Cái gì vậy? Tôi làm hết hồn à? Ông làm gì vậy? Đi theo dõi. Theo dõi ai? Còn ai vô đây nữa? Anh Ba Giai hả? Theo dõi ông chi vậy? Tôi là tôi hoàn toàn tôi không có tin cái thằng này được. Ha, ở cái đất Sài Gòn này nè, lắm mối bận tâm, có ngại xin tập hương hỏng nữa. Anh Ba Giai không có vậy đâu. Không có lửa sao có khói. Tôi nói thiệt với Mai nha, tôi nhớ là cái cảnh mà nó chở cái con thủy gì đó hả, ưa gan dữ lắm á. Nè, mặc vô. Mặc chi? Đi theo dõi. Mình có biết anh ở đâu đâu mà đi theo. Nó chỉ có một chỗ quen thuộc duy nhất là cái bãi đậu xe của nó thôi. Với lại tôi nói Mai nghe nè, sau cái vụ này á, cũng như là cái buổi diễn tập cho cái vai diễn mới của tôi. Ông định đi làm thám tử tình yêu hả? Thôi 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 nha, tôi á là thấy ông á, đóng phim riết ông bị nhiễm nặng rồi á. Không có nhiễm gì hết á, mà mai mốt nha, tôi có đi cast cái vai thám tử đó là không ai mà hợp vai qua cái thằng tấm tàn này đâu. Đi. Ê ê, nhưng mà xe đâu mà đi? Xe tôi lo được, xe tôi mượn bạn tôi rồi. Đi. Đây nè, địa bàn của nó là ở đây nè. Tôi thấy ảnh có đi đâu đâu, đang đó kìa. Ủa, biết đâu nó vứt dây động rừng thì sao? Ông nhiều chuyện thì có. Anh Ba Giai, chở đi công chuyện đi. Kìa, đó đó đó, nhìn hai đứa nó kìa. Ờ, nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, hết tới mà nhưng với chả nhị nữa. Thôi được rồi. Vậy Thủy muốn đi đâu? Đi đâu cũng được hết á. Thiệt là quá đáng mà. Giữa ban ngày ban mặt mà dám hẹn hò vậy đó. Rồi, xin lỗi, chờ chút xíu. Alo, anh nghe nè. Anh Ba Giai hả? Ờ, ủa sao mà em gọi cho anh giờ này vậy? Anh đang ở đâu vậy? Anh về chở em đi chợ đi. Hồi sáng em đi chợ mua thiếu vài thứ. Anh Ba Giai. Tại bây giờ anh đang ngoài đường á, anh đang bận chở khách rồi. Chắc anh không về liền được đâu. Có gì chút nữa anh gọi cho em sau nha. Vậy nha. Nè. Tôi phải qua tôi nói chuyện với nó. Nói chuyện cho ra lẽ mới được. Chứ nó làm ăn gì đâu được đâu. Thôi, mình về đi Tám ơi. Mai hơi mệt. Thank you.
ba về. Bữa nay á tôi không có đi quay, ông dặn Mai nấu cho tôi một phần cơm luôn nha. Ừ. Ê, đi đâu mà mặc đồ sang trọng quá vậy? Rồi Mai đâu? À, Mai đi chợ sớm rồi. Còn tôi đi có chút công chuyện. Rồi ông đi vậy rồi Mai có hay chưa? Biết rồi. Rồi đi nha. Ờ. Ơi thiệt tình luôn á. Đi mà cái điện thoại cũng bỏ quên ở nhà nữa. Tôi chết rồi. Phải làm sáng tỏ vụ việc này mới được. Mày được lắm. Dám đối xử với Mai như vậy hả? Tao quay lên làm bằng chứng nha. Mày hết chối cãi. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu hẹn hò với em rồi. Anh ngại hả? Có gì đâu mà ngại. Thực ra anh hẹn em ra đây là để thẳng thắn với em chuyện này. Anh không cần phải nói gì hết á. Anh chỉ cần quen em thôi, em sẽ lo cho anh hết mọi mặt về tài chính. Trời đất ơi, sao đau bụng lúc này. Đặt giận hờn đồ. Người đi trước người đi sau hả? Thiệt đó chứ. Anh ơi anh ơi, anh có quen hai cái người uống nước hồi nãy không? Hai người nãy hả? Dạ đúng rồi. Tôi ở chung nhà luôn á. Ừ, vậy thì anh cho em xin tiền nước đi chứ. Hai người uống nước mà chưa trả tiền. Hả? Ủa? Mai? Sách đồ đi đâu vậy?
Mai đi về. Sao đi về? Chứ giờ Mai ở lại còn ý nghĩa gì nữa? Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Đi về không được đâu. Từ từ nói chuyện đi. Mai không muốn làm lớn chuyện. Mai không muốn làm lớn, nhưng mà tôi quyết định tôi phải làm cho ra lẽ cái chuyện này. Tôi không bỏ qua đâu. Đó là quyết định của ảnh. Mình đừng làm ảnh khó xử. Mày nói cái gì? Nó còn thể diện nữa không mà khó xử chứ không khó xử ở đây. Chuyện nhân duyên tình cảm khó nói lắm. Không còn tình cảm nữa thì cứ nói thẳng ra đi, chứ đâu có ai ép buộc gì đâu. Chắc là anh bà già anh có lý do riêng. Tôi không cần biết lý do là gì hết, nhưng nhìn người con gái tốt như Mai mà đau khổ như vậy, tôi không có đồng ý đâu. Cảm ơn Tâm Thầy đã lo cho Mai. Nhưng mà Mai nghĩ chắc Mai phải đi về thôi. Mai không có được về. Tôi không cho Mai về. Chưa giải quyết chuyện này xong là chưa về đâu. Mai lên đây thăm anh bà dai, mà bây giờ anh có người mới. Anh phụ Mai. Mai ở đây chỉ làm trò cười mà thôi. Nếu tôi gọi điện thoại cho ông, về đây nói chuyện ba mặt lời. Phải giải quyết xong ngày hôm nay mới được. Điên thiệt chứ. Gọi điện thoại mà cũng khóa máy luôn. Thôi, Mai không đợi nữa đâu. Mai về. Khi nào mà có về quê thăm chú thím á, thì nhớ ghé Mai chơi nghe. Mai. Mai về. Mai. Mai. Ủa, em đi đâu vậy? Ba dai. Ông còn hỏi nữa hả? Ông bị làm sao vậy ba dai? Ông nỡ lòng nào ông lừa dối Mai vậy? Tấm Tàn, ông nói gì kỳ vậy? Tôi lừa dối Mai hồi nào? Mà lừa chuyện gì? Ông còn hỏi nữa hả? Nếu mà tôi không theo chân ông á, thì tôi không có biết được đầy đủ bằng chứng mà vạch trần cái bộ mặt của ông ra đâu. Trời đất ơi, ông nói gì kỳ cục vậy? Tôi không hiểu gì hết. Anh không cần phải nói nữa. Em đã biết hết rồi. Mai. Ủa, em nói vậy là sao? Em biết chuyện gì? Ông quen cái con thủy nào đó, giàu sang, xinh đẹp, rồi ông quên con Mai xẻo lá này nè. Trời đất ơi, rồi ông nghe tin đồn thất thiệt đâu vậy? Nếu không phải á, mắc mớ gì anh lén lút nhắn tin, rồi anh đi chạy xe, cổ lại tới tìm anh nữa. Đã như vậy á, còn hẹn cà phê, cà pháo rồi nữa. Tôi hẹn cà phê, cà pháo rồi nào? Được rồi, muốn biết phải không? Nè, coi đi. Thực ra chuyện này là ông với Mai hiểu lầm tôi rồi. Mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu. Anh xin lỗi. Anh không thể chấp nhận tình cảm của em được. Bởi vì anh đã có bạn gái rồi. Bạn gái hả? Anh gạt em đúng không? Em thấy anh á, sáng á thì đi học, chiều á thì chạy xe ôm, làm gì có hẹn hò với ai đâu. Bạn gái của anh ở dưới quê. Anh ở thành phố mà còn bày đặt quen gái quê nữa hả? Thủy đừng nói vậy. Mai nghe được Mai sẽ buồn lắm đó. Mai. Từ nhà quê một sớm suốt. Mà em nói cho anh biết á, anh đang học ở trên này, thì sau này anh không phải làm gì ở đây à. Chia tay sớm đi là vừa. Đó là do Thủy nghĩ vậy thôi. Nhưng mà với Mai thì khác. Mai sẽ chờ anh. Và anh cũng vậy. Anh đã hứa là sẽ quay trở về với cổ sau khi học ở trên này xong. Bộ anh chưa nghe câu xa mặt cách lòng hả? Hai người ở xa nhau như vậy thì sớm muộn gì cũng chia tay à. Anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.
Anh Ba Giai. À mà quên rồi, kể từ ngày hôm nay Thủy đừng nhắn tin hay là gọi điện cho anh nữa. Anh xin lỗi, nhưng mà anh cảm thấy bị phiền đó. Anh Ba Giai. Còn cái vụ nhắn tin kia thì thú thiệt là cái cô gái tên Thủy đó có nhắn tin với anh, rồi cổ còn hẹn em đi cà phê. Có mấy lần cô nói là chở cổ đi dạo, nhưng mà anh đều từ chối. Cái buổi cà phê này nè, mục đích là để rõ ràng với cổ. Thiệt không đó? Ông nữa, khùng quá. Bày mưu tính kế tầm bay tầm bạ, đồ gái hiểu lầm giữa tôi với Mai kia kìa. Rồi giấu gì sau lưng đó? Mai, anh xin lỗi đã làm cho em hiểu lầm. Thực sự giữa anh và Thủy không có gì hết. Em cũng xin lỗi. Em không chịu hỏi anh rõ ràng mà lại tự suy diễn lung tung để gây ra hiểu lầm. Không sao, có hiểu lầm mới có hiểu nhau. Nè, em có thể ở lại thêm vài ngày để nấu ăn cho tụi anh được không? À, thôi, bây giờ anh đưa em vô nghỉ nha. Đứng lại. Mai, Mai vô trong nghỉ đi, để tôi nói chuyện với bà Giang chút xíu. Rồi giờ sao? Có chuyện gì nữa? Tôi nói một lần nữa cho ông biết, ông còn thiếu tôi 150.000 với hai ly cà phê đó. Ông còn nói nữa hả? Ông á nha, bạn thân chí cốt đâu ông thấy à, bày mưu tính kế tùm lum tùm lưa hết. Rồi bây giờ xém chút nữa là hiểu lầm với tôi với Mai rồi đó. Vui lòng ông chưa? Cái gì? Thôi, vô nghỉ đi. Con xin lỗi má. Má tha tội cho con nghe má. Con là một đứa con bất hiếu. Con đã không nghe lời má dạy. Bây giờ con trở về đây mà má đã bỏ con đi rồi. Má ơi má. Cái gì vậy Tám? Anh Thằng bị gì vậy? Trời ơi, nó tập diễn thôi em ơi. Ủa, hai người về rồi hả? Trời ơi, làm hết hồn à. Tôi tập diễn thôi mà. Ủa, hai người mua gì nhiều vậy? Thì ngày mốt Mai về quê rồi, nên tôi dẫn Mai đi mua chút đồ mà. Ủa, ngày mốt Mai về rồi hả? Ừ. Sao không có chơi vài bữa nữa đi, mới lên mà. Mai lên chơi mấy bữa thăm mọi người vậy thôi, chứ không có ở lâu được. Đúng rồi đó, nhà còn bao nhiêu là việc nữa, Mai không thể ở chơi hoài được. Vậy là kể từ ngày hôm nay không có ai nấu bánh canh cho tôi ăn sáng nữa rồi. Không có ai làm lẩu cho tôi ăn nè. Và cái điều mà đáng buồn nhất á là không ai dọn dẹp nhà cửa cho tôi hết. Tưởng đâu á, ông quyến luyến Mai, ai về đâu là ông cũng lợi dụng ta, muốn mãi là hầu hạ ông gì. Thì tôi buồn buồn vậy thôi, chứ tôi cũng quyến luyến Mai chứ bộ. Ê, đừng có nói là không có quyến luyến người ta nha. Đương nhiên là phải có rồi. Nhưng mà tôi đâu thể nào giữ Mai lại hoài được. Mọi người yên tâm đi, khi nào Mai rảnh Mai sẽ lại lên thăm mọi người mà. Thôi ráng thêm một thời gian nữa đi, học xong cái anh về hả? Bởi vậy cuộc đời của tôi như nó có số cô đơn hay sao đó thôi. Ai rồi cũng bỏ đi, bỏ tôi đi hết. Buồn, nỗi buồn nào buồn. Thôi dẹp luôn đi, hát dở hát hoài. Đúng rồi, ông học diễn viên thì trên này mà lo phát triển sự nghiệp đi, tôi lại làm gì. Con nghe này đến nọ. Ông đang đâu vậy Tám? Ở nhà chứ đâu. Chạy ra quán cũ đi, có show nè. Hả? Có show hả? Ừ được rồi, chờ tao xíu tao qua liền. Ừ vậy nhé. Thôi,
tôi đi nha. Ờ, đó các anh thấy không? Nó buồn chưa được 5 phút nữa. Thằng. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chưa về luôn á, mốt mới về mà. Thì người ta dặn trước vậy đó. Biết trời. Sao rồi? Ổn không? Bình thường có gì đâu. Cái này ít xịu thôi à. Cần diễn thôi chứ không có thổi nhiều. Ít thổi nó mới khó đó. Người ta yêu cầu mà diễn tâm lý nhân vật nhiều vô. Tôi biết rồi. Tôi đang nghiên cứu đây nè. Tưởng cái gì? Đóng cái cảnh chia tay người yêu thôi có gì đâu. Dẹt. Ông đạo diễn này khó lắm đó. Mày mà lãng quảng, ông cắt dây mày như chơi. Anh đạo diễn này á, tao làm việc chung với anh rồi. Khó thì khó đúng chuyện thôi, chứ không có gì hết đó. Cái đợt mà cái phim mà tao làm cắt cả đơ đó mày nhớ không? Ừ. Ủa, còn mày diễn vai gì trong phim này? Tao đóng vai nhân viên môi giới. Cái vai này á, thì chỉ cần ăn nói lưu lót, không làm khó được tao đâu. Đúng rồi đó, tao thấy hợp á. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, mày đâu cần diễn gì đâu. Thì bê nguyên con người mày lên luôn. Nhìn cái mỏ thôi là hợp nhất rồi. Mai sắp về quê rồi đó. Tôi tính mua chút quà gửi cho Mai để gọi là... Thôi, tính mượn tiền thì bỏ qua đi ha. Wow, wow, hay vậy ta. Chưa nói mà biết luôn á. Ngon à. Tôi mà, một người rất là thông minh. Ông thở cái thôi là tôi biết ông muốn nói cái gì rồi. Ơi, tiền bạc cái gì? Tôi giờ tôi không còn cắt nữa. Sao ta? Tiền thì thôi, cõi tặng. Tôi nói ông nghe nè, quà cáp bài vẽ làm gì? Tôi nghĩ á, Mai cũng không có cần đâu. Chỉ cần ông có cái tấm lòng thôi là Mai hiểu được ông rồi. À, với lại hôm qua tôi nhớ ông với Mai mua đồ gì nữa mà. Thì đồ hôm qua là cái đồ mà tôi mua gửi về cho tía ở dưới quê. Dẫn Mai đi mua, Mai có chịu đâu. Bà dài, Mai không có cần đâu. Ông cũng phải con gái đâu mà ông hiểu. Không lẽ bây giờ Mai phải đi nói tôi là anh Mai dài mua quà cho em, mua quà cho em. Mai không phải là người như vậy. Tôi cũng phải có chút lòng gì đó gửi về, chứ không phải để cho Mai đi tay trắng về dưới quê. Mình là con trai mà. Thôi, tính sao thì tính đi. Cái tôi á, mà tôi hết tiền thiệt á. À, mày nè. Ê, có tiền hả? Tiền dĩa mày đâu đúng không? Giúp tôi đi, giúp bạn bè đi. Ba chai này hứa hả? Đã mượn là trả đúng ngày đúng giờ luôn. Cái gì? Hôm bữa đó, ông còn thiếu tôi 150 ngàn. Với lại 2 ly cà phê cái hôm mà tôi theo dõi ông đó. Nhớ trả nha. Tính đi đâu hả? Kiếm tiền. À, đi kiếm đi. Thank you.
sao giờ này anh Maya chưa về nữa không biết. Anh Maya, sao anh về trễ vậy? Tại hôm nay trời mưa to quá, với lại hôm nay cũng được khá khá cút xe nên anh tranh thủ chạy thêm mà. Trời ơi, ướt hết rồi nè. Không sao, không sao mà. Mà anh ăn gì chưa? Lúc chiều anh có ăn bánh mì rồi. Ăn bánh mì làm sao mà được. Thôi, anh vô lau người rồi thay đồ đi. Em có chừa nhiều đồ ăn cho anh lắm á. Anh biết rồi. Ngon quá. Anh ăn nhiều vô ngang. Mà ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Cái này á là em làm khô gà cho anh đem đi làm ăn đó. Anh nhớ cất cho kỹ để dành ăn từ từ nghe. Trời ơi, mấy cái này trên mạng bán thiếu gì. Em hơi sức đâu em làm gì mất công vậy. Đâu có được. Ở ngoài bán á đâu có hợp vệ sinh đâu. Cái này á vừa vệ sinh an toàn thực phẩm này vừa ngon nữa. Cũng đúng. Anh mà nè, sao giờ này em còn chưa ngủ nữa? Chờ anh chưa cho mệt vậy? Anh chưa về làm sao em ngủ được? Em lo gì chứ? Anh làm gì có chuyện gì? Anh đừng có chủ quan. Anh nhớ lần trước vụ cướp không? Thì lần trước là do có em với Tấm Tàn, chứ không mà anh hốt hàng đó luôn rồi đó. Anh nói hay quá. Tiền bạc mất á thì mình có thể kiếm lại được. Chứ lỡ anh mà có chuyện gì em biết tính sao đây? Anh biết rồi. Thôi em đi ngủ trước đi. Chút nữa ăn xong mà chén bát để anh rửa cho. Vậy em đi ngủ nha. Ừ. Mà anh nhớ phải cất cái này cho kỹ đó. Biết rồi. Nhớ đó nha. Nhớ rồi. Ba, hai, một, chiến. Em đừng đi. Em đừng đi mà. Anh buông tay em ra. Không, anh không buông. Anh không buông đâu. Để cho em đi mà. Không mà, anh không thể nào anh thiếu em được. Anh không cho em đi. Anh đau khổ lắm. Em đi là anh buồn lắm. Anh buồn lắm. Anh về đi. Không, anh không về. Anh không về đâu. Trời ơi. Dạ, đạo diễn. Cậu diễn cái kiểu gì vậy hả? Cậu đang đóng phim hài hả? Dạ không, em đang diễn nét tâm lý đau khổ đó đạo diễn, đau khổ. Cái tôi cần ở cậu là cảm xúc. Cảm xúc từ bên trong. Chứ tôi không cần cậu phải là diễn quằn quại chỗ lố lăng như vậy, hiểu chưa? Dạ. Nè, cậu có nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật không vậy? Dạ có đạo diễn. Có mà như vậy đó hả? Dạ. Nè, nếu diễn không được thì nghỉ. Tôi cho người khác thế cậu, đừng làm mất thời gian của mọi người. Cười cái gì? Dạ dạ dạ, em xin lỗi đạo diễn. Đạo diễn ơi, đạo diễn cho phép em làm lại một lần nữa thôi nha. Quay 8 lần rồi đó. Dạ, lần thứ 9 nha đạo diễn. Giỡn mặt ha. Ơi dạ không. Lần cuối cùng với đạo diễn, em hứa em làm tốt mà. Tôi cho cậu một lần cuối cùng nữa thôi nha. Ráng tập trung mà diễn đi. Dạ, em cảm ơn đạo diễn. Gì? Tới giờ mình chuyển bối cảnh rồi đó anh. Tôi nghĩ đi. Mai quay tiếp.
Thôi, ráng lên đi đừng có buồn. Ngay từ đầu tao đã nói với mày là cái vai này khó lắm mà. Ban đầu nhận kịch bản á, tao tưởng là dễ lắm. Tới hồi vô quay, có còn hơn lên trời nữa. Mà nè, từ đó tới giờ á, mày có từng chia tay người yêu chưa? Làm diễn viên á, thì phải cố gắng đặt mình vào tâm lý của nhân vật. Như vậy mới được. Tao biết rồi. Thì tao cũng ở nhà, tao nghiên cứu, tao đứng trước gương, tao diễn mấy tiếng đồng hồ luôn. Mà vô thấy nó cũng đơ đơ làm sao. Bây giờ mày không nhập vai được thì rất là khó. Bây giờ làm sao bây giờ không biết nữa. Thì chịu khó, về nhà tập kỹ lại đi. Linh Hồ, hay là mày tập diễn với tao đi. Tao hả? Đúng rồi. Dạ, giúp tao đi, bạn bè mà. Tập thì tập. Em đừng đi. Em đừng đi mà. Em, tôi đi đây. Anh đừng tìm tôi nữa. Anh về đi. Không, anh không về. Anh ở đây với em mà. Anh không nỡ anh xa em đâu. Gì vậy? Tôi nhìn cái mặt của mày á, tôi tưởng tượng mày là con gái mà mày có râu. Cái mỏ mày rảnh nữa. Tao mà cảm xúc tao diễn luôn á. Vậy ha. Vậy thì tự về nhà, tự mở kịch bản, tự đọc thoại mình đi ha. Ê, ê, tao giỡn mà. Đến đâu? Mai về nha. Hai người ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Mai về. Xe nói là mấy giờ tới em? Lúc nãy em nói chuyện điện thoại, xe nói là đang trên đường tới đó. Thôi em đi nha. Nhưng mà em coi có còn quên gì nữa không? Dạ không đâu. Mai về giữ gìn sức khỏe, rồi cho tôi gửi lời thăm bà con với lại tía má tôi giùm nha. Mai biết rồi. Hai người á, ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tôi biết rồi. Em đi nha. Mai. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn em vì đã lên cảm ơn. Những ngày qua anh thấy rất vui và hạnh phúc. Anh cố gắng lên nha. Không có em ở bên cạnh chăm sóc anh, anh nhớ phải biết tự chăm sóc cho mình đó. Anh biết rồi. Vì em, vì anh, vì hai chúng ta và vì tía má nữa, anh hứa là sẽ cố gắng. Thôi đi hai người ơi, có tôi ở đây nè, không thấy thì sao. Tôi nhìn cảnh này không chịu không nổi đâu. Xe tới rồi, thôi em đi nha. Nè, về dưới điện thoại cho anh liền nha, chứ không anh lo đó. Em biết rồi, em để, đi. Để xách đồ cho em. Từ đây ra đó có mấy bước à, để em xách cho. Anh xách được mà. Hai người đi vô ăn sáng đi rồi đi làm. Em có nấu đồ ăn sáng cho hai người đó. Thôi em đi nha. 3, 2, 1, diễn. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ. Ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi.
đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm. Ok, cắt. Lần này thì cậu diễn rất là tốt. Rất đúng ý tôi. Đây mới là cảm xúc mà tôi cần. Dạ, em cảm ơn đạo diễn nhiều. Thôi, anh em nghỉ ngơi đi ăn cơm đi, rồi lát quay tiếp. Dạ. Tao làm được không? Được. Ừ. Ê, nói nghe nè, tao không ngờ có một đêm sáng ngày thôi mà mày diễn khác ghê luôn á. Trời ơi. Ê, bộ hồi tối tập vậy đó mà. Mày biết sao không? Sao? Mày. Gì nữa? Anh. Em đi nha. Mày. Chờ anh nha. Anh hứa là sau khi học xong anh sẽ trở về, rồi sau đó anh sẽ tính chuyện hai đứa mình. Cái lúc mà tao diễn á, tao nhớ là tao tưởng tao là nó, tao mới làm được á. Hèn gì mà diễn hồi nãy á, tao nhìn mà tao muốn khóc luôn. Ừ, một phần á là tổ cũng độ tao đó mày. Sao tổ độ bạn mà không độ mình ta? Thì mày khấn tổ đi. Ờ ha. Ừ. Và cầu tổ nghiệp. Con là Phi Bóng, nghệ danh là Reno. Mong tổ ngó ngó nhìn con cái. Rồi, con khấn xong chưa? Rồi, đi ăn cơm. Tao ăn cơm cũng lo ăn đi mà cứ ngồi trộn tới trộn lui hoài vậy trời. Tôi nhớ mày. Ờ, tôi cũng nhớ mày nữa. Mày người yêu tôi nhớ. Mắt mớ giọng mộng nhớ. Ờ, thì tôi nhớ mấy món của mày nấu. Chứ nhớ gì? Kể từ ngày mà Mai về tới giờ, ngày nào Bao Tử nó cũng biểu tình hết. Ngày mai á, tôi tính ra quán bà Ba Béo đặt cơm tháng luôn. Chứ ai đầu nấu. Ê. Ừ? Dạ ông ấy đặt cho tôi luôn nha. Đáo vậy chỉ có Mai yêu quý không à. Ok, buổi sáng ăn khô gà cho tiết kiệm. Anh Ba Dai, em biết là anh muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này của hai đứa mình. Em thấy anh cực khổ, em không đành lòng. Hôm qua em nghe anh mượn tiền của Tám Tàng. Em muốn giúp nhưng em biết anh sẽ không nhận đâu. Em thương anh nhiều lắm. Bởi vậy nên em để tiền ở trong hộp khô gà còn lại. Anh nhớ lấy ra xài đi nha. Đừng có ngại. Nói bụng muốn chết luôn, có gì ăn không? Hết rồi. Rồi. Bài ca mì gói. Mì gói mình hết luôn rồi. Hôm qua chế gói cuối cùng rồi.
Trời đất ơi, giờ cái nhà này cái gì cũng hết hết trơn vậy trời. Tôi biết ăn cái gì. Rồi bây giờ nửa đêm đó, bụng cái bụng nó kêu rột rột gì nè. Rồi sao có gì đâu mà ăn mà ngủ được. Ăn đỡ rồi. Bị khùng mà. Giờ hết đồ ăn, không có còn cái gì ăn. Nửa đêm mà tôi đói bụng thì sao mà tôi... Khô gà. Bậy 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 nha, bậy nha, bậy nha. Cái đó là của Mai làm tôi à. Trời đất ơi, thì bây giờ có hai hũ không chia tôi hũ đi. Không được đâu, bỏ lại đi. Quên nữa, bữa đó ông còn thiếu tôi 150 với hai ly cà phê. Tôi lấy hộp khô gà trừ nha. Quay quay. Alo, tôi nghe nè, ba dạy. Ông đang ở đâu, được cái hộp khô gà tôi đâu rồi? Hộp khô gà tôi đem theo đi ăn nè. Cái gì? Ông không được ăn, đóng nắp để im cho tôi. Rồi bây giờ nha, ông nhắn tin địa chỉ đâu. Công nhận á, nhờ mấy người khách bên Hermes Style của chú Hai á, khách ở quán mình đọc hẳn luôn. Kiểu này á, là mình phải xây thêm lên lầu, rồi mình thêm phòng máy lạnh vô, vậy mới phục vụ khách được trọn vẹn chứ. Ôi trời, đã quá. Ruột không? Ruột ơi, uống cà phê hả? Đợi tao chút, tao tính sổ chút đã. Tao quên bây giờ. Gì vậy? Ngưng lại đi, có chuyện quan trọng nè. Gì vậy? Mày đặt bao thơ, mày làm tao tưởng mày mời thiệp đám cưới chứ. Trời ơi, bây giờ á, mình làm cái gì cũng phải đàng hoàng, lịch sự. Với lại á, tránh bị dòm ngó nữa cô. Cô đếm lại đi. Thôi khỏi đi, tao tin mày mà. Ba lít giờ uy tín lắm cô. Vậy mới được chứ. Mình á, nói chuyện hay mình làm ăn á, thì uy tín vậy á, thì mai mốt á, mày có mượn nữa, tao cũng cho liền ha. Ủa, lạ gì ta? Như con nè, thấy không? Con than cực than khổ, con cài thấy không? Con ốm nhơm ốm nhách à. Còn cô than cực than khổ gì mà cô tròn vo vậy? Thì tại vì tao mắc da mắc thịt, rồi tao vô tư, tao tốt bụng, tao không có ý hại ai cho nên tao mới vậy. Với uống bà cái cà phê sữa ế của khách để lợi rồi ha, rồi nó. Thôi này, sáng ra móc họng tao hoài à. Vẫn chơi xíu làm gì mà căng dữ vậy trời. Căng gì căng? Nói chơi gì được thì nói. Chứ tao ghét cái từ á hả? Sổ sữa hay là ế lắm á. Vậy thôi, con về. Ê ê ê, Ủa chưa uống cà phê gì về rồi là sao? Để chưa đi con hoành lại. Bây giờ con còn có hẹn với một số người con trả nợ nữa. Trời ơi, cho ai nữa vậy? Chú Tư ếch. Chú Ba Đời. Con the, Út 10, Út 15, Út 16. Thôi, Tao xin mày, mày đừng có nói nữa, tao chóng mặt say sẩm. Mày đi về đi, đi trả nợ đi, đi. Mệt quá. Ôi, anh ruột. Anh ruột. Bye bye. Mày gán cười đi, tao không bỏ qua vụ này đâu. Cho ly cà phê ba không? Đợi chút, có liền. Làm gì đếm hoài chú ba? Ủa sao chú đếm tới đếm lui hoài, chỉ có 6 tờ vậy con? Thì chú ba bán tôm con nhiều là con trả nhiều thôi. Có 5 tờ cứng như tờ mềm đó thôi hả? Dạ. Ê, sao nó rớt giá quá vậy con? Thì sáng con đi á, dựa báo giá nhiêu là con mua chú nhiêu à. Nguyên cái xẻo lá này á, chỉ còn có mình anh Bay Thu mua tôm à. Dạ. Có khi nào... Cái này á, chú ba nói chơi thôi nha. Nếu không phải, bỏ qua cho chú ba nha. Dạ. Có khi nào bay ép giá bà con không? Trời, chú ba nói vậy là tổn thương con đó. Chú ba nói vậy là tổn thương con hả? Dạ. Nó tổn thương tới bay bằng tổn thất tài sản tao không? Thì
Thiệt tình á là dựa báo nhiêu rồi con mua vậy à. Con cũng mua giá cao để cho bà con mình phấn khởi chứ bộ. Thì cho ba nói rồi, cho ba giỡn. Phản quả thì thôi, làm gì khóc. Con mà mua giá cao quá, con không có lời, con lỗ sặc máu rồi sao? Cái gì? Bây giờ sặc máu hả? Mỗi lần mà tôm tuột giá là ta tuột máu á. Tuột canxi, tuột huyết áp, thuốc bùa trùng bùng luôn đó. Dạ, em nghe anh Tâm ơi. Bà Đích, mỗi mang bao nhiêu lâu nay? Mày làm mặt như vậy coi được hả? Dạ, em làm gì anh? Thì mày bơm đâu câu vô tôm rồi đem bán cho tao chứ gì mà còn hỏi. Trời đất ơi, em mua tôm sao à? Em giao cho anh vậy à? Em đâu có làm đâu anh. Thôi, mày đừng có chối. Như là mang như mày á, thì mấy mốt ai dám làm nữa. Kiếm người khác mà bán đi nha. Alo, anh Tâm ơi, anh. Ủa, tình hình sao căng thẳng quá con, ai tắt máy ngang vậy? Ông Tâm chủ dựa, ông nói con bơm ra câu vô tôm. Bơm ra câu vô tôm? Chú ba biết là con không làm chuyện này. Dạ. Vì cái nguồn tôm mà con mua mà ông Tâm muốn nói đó là con mua từ đâu, con nhớ không? Cắn tôm cô đi. À. Ủa, mà như con thấy cô lạ lắm, ở Xéo Lá con chưa gặp cô. Cô trên xóm trên á, thấy con đi vòng vòng hoài hà, người ta giới thiệu rồi. Cắn tôm đi, tôm ngon lắm. Trời ơi, con giờ nổi tiếng gì luôn hả? Đợi con lát lấy đồ nghề. Rồi đi đi, tôm ngon lắm. Rồi này, coi thử cái tôm mối mới làm sao đây. Con mập ú luôn. Trời ơi, muối nước đá cho là tốt nè. Ok. Rồi, cái của con nửa ký nha cô. Rồi lấy hết luôn đi. Dạ. Này, tôm này là mới bắt luôn nè. Ôi, nó còn nhảy nữa à. Trời ơi, này nó nhảy đâu, nhảy vô đây nè. Để lấy cho hết nè. Rồi, 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 được rồi, mấy con nó xúc đầu rồi. 2 ký. Rồi. Con trừ bị ra cái này là nửa ký, là còn cái đường rưỡi nha. Ký rưỡi. Đây. Người ta con căng 101 nhưng mà cô á là lấy làm quen 102 luôn. Rồi. 102 ký rưỡi là 108. 108. Ừ. 102 với 60. À, rồi rồi, đủ đủ đủ. Rồi, cô điểm lại đây. Đủ rồi. Rồi mấy mốt có tao kêu mày nữa nha không? Dạ dạ. Nha không? Rồi. Dạ. Trời ơi. Từ bên Xẻo Lát mà kinh tôm qua tới đây bán cho mình. Lít này công nhận. Bây giờ nổi tiếng dữ gì ta. Rồi giờ mới bị gài bị chơi rồi. Trời ơi thiệt tình á, thấy người lạ mua chi rồi giờ. Thương trường mà sao mới biết được. Bà thấy bà độc quyền ở đây nè, bà hại bay bà làm mất uy tín đó, thấy chưa? Thương trường là chiến trường, cái gì có lợi là người ta xử thôi. Trời ơi, sao mà con ngu dữ vậy chú ba. Mua tôm bà mua giá cao luôn rồi hả, khen tôm bà ú bà đẹp nữa. Ừ, bà ú hay là tôm ú? Tôm. Rút kinh nghiệm nha, người lạ là phải đàng hoàng tử tế như chưa. Bài học lớn đó nha. Trời ơi trời, sao bà ngu dữ vậy, không biết giờ sao nữa nè. Sao là sao thì đừng mua người lạ nó thôi chứ gì đâu. Cái đó con biết rồi, nhưng mà bây giờ ông Tâm chủ dựa á, ổng không có gom tôm của con nữa. Trời, giờ sao chú ba? Cái gì đâu sao, thì không bán cho ổng, thì bán cho người khác, dựa khác. Không có được. Cái dựa này là giá cao lắm. Con là con bán là nhờ lời, là nhờ cái dựa này. Ồ, giá cao mà bị trả tao vậy đó hả? Trời ơi, dựa giá thấp chắc chết luôn ha. Không, giá cao là theo cái thời giá từng ngày nó sụt lên sụt xuống thôi. À. Dạ. Chứ không phải là ổng mua con cao và con mua chú ba thấp đâu. À, tức là ổng mua cao nhất xứ này bây giờ không thua mua bay nữa. Mà bây gặp cái dựa khác mà thấp nữa là coi như tụi tao ăn cám luôn phải không? Thì đó, chính xác luôn á. Cái này năng giải dữ ha. Giờ không biết sao, không lẽ bỏ nghề luôn trời. Không, nhất nghề tinh nhất thân vinh, không nên bỏ. Bây giờ chú ba nó chơi cái này đừng giận nha. Hả? Nãy nói chơi, giờ nói chơi nữa. Đang lúc dầu thấy lửa bỏng, không có nói chơi được đâu chú ba nói ơi. Nói chơi đâu có nhiều cái nói chơi. Bây giờ dựa không thu mua tôm mình nữa. Mình đứng ra mình làm chủ dựa luôn. Ui. Đâu mày? Dạ. Bác Hai đang làm gì bác Hai?
Thì đang sửa ba cây kiểng rồi nhổ cỏ rồi gì chứ làm gì. Không ấy bác hai nghỉ tay nói chuyện với con lát hay bác hai? Chuyện gì thì mày nói đi tao nghe. Mất gì phải nghỉ? Tại chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì? Dạ con nhờ bác hai gọi điện thoại nói với tía con là con muốn mở vựa tôm. Ủa tính làm ăn lớn nhiều tiền lắm sao phải thông qua tía mày? Dạ cần. Tại bây giờ là mở vựa là cần nhiều tiền lắm. Con muốn bác hai điện nói tía con để tía con tài trợ cho con. Vậy thôi mày điện thoại mày nói chuyện trực tiếp với tía mày đi. Bắt gì thông qua tao chi nữa. Tại mỗi lần con điện á là tía con chửi con không à. Hình như là con không có uy tín hay gì á. Bác hai có uy tín bác hai giúp con đi. Phải rồi, mày chửi vậy con chưa vừa, nó chưa nên thân nữa. Mà mày mới làm ăn chụp chững, mới được chút đỉnh. Muốn làm cái gì thì cũng từ từ đi. Thấy không? Chừng nào nó cứng nghề đi, rồi mình nó làm cái chuyện lớn. Dục tóc bất đạt nha mày. Không có được bác hai ơi. Mình làm ăn á là phải làm ngay lập tức, chứ không có chờ đợi được. Bác hai giúp con đi bác hai. Người sinh con ra là cha mẹ, người tái tạo đời con là bác hai. Bác hai giúp câu, con. Câu này quen quá, câu này nghe riết rồi nó muốn ghiền luôn rồi. Nói câu khác đi. Bác hai giúp con đi bác hai. Bác hai mà không giúp con dọn đồ con ở với bác hai luôn á. Tao lại mày ba lít. Làm ơn làm phước mày đừng có theo tao mày ám tao hoài tội nghiệp tao đó. Vậy bác hai giúp con đi. Để từ từ tao điện cho. Bác hai chịu giúp hả? Dạ dạ, cảm ơn bác hai. Về đi. Dạ. Cảm ơn bác hai. Đụng nó đâu là hư tới đó, đụng nó đâu là hư tới đó. Nhớ giúp con nghe. Biết rồi, đi đi. Hít hoài. Mừng hết sức. Alo. Alo. Bà đang đâu vậy? Tôi qua tôi lấy tiền nghe. Chuyện gì? Giận hoài. Tiền tôm hồi sáng tôi kêu bà bán cho ông ba lít đó. À tiền đó đó hả? Hết rồi mày ơi. Hả? Thôi nghe. Tiền của tôi à. Hồi sáng tôi bán rồi gặp chủ nợ lục túi lấy hết trơn rồi. Trời 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 trời. Thôi bớt giỡn nha. Bây giờ tôi qua nhà bà tôi lấy tiền đó. Thôi mày khỏi qua. Chủ nợ nó dí quá tao cũng đi trốn rồi. Tiền mày mai mốt tao làm tao có tao trả. Vậy thôi nha. Trời 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 trời. Mình tính nhầm cái bài giang hồ rồi trời. Tiền của mình. Chỉ còn một chút ngu kế là xong. Kỳ này trả được thù tao cho mày mất uy tín luôn. Tụi bay hả? Bay đặt thông đồng lật tẩy tao hả? Ba lít ơi ba lít, thằng đực này là có chết cũng lôi mày theo. Đúng là đũa thiên trả địa, hai người rồi bây giờ hai mình. Sao lần nào tía cũng khinh thường con hết trơn vậy? Tía không tin tưởng con, không lẽ tía không muốn cho con tía làm chủ hay sao? Được rồi, tía không giúp con cũng tìm cách khác. Sao sao? Kìa kìa chú Chính gọi kìa. Sao nghe? Nghe chửi nữa. Bộ chú Chính không cho hả? Không cho còn chửi một trận nữa kìa. Nói cái gì tao chưa học bò đã lo học chạy. Dục tóc bốc dục. Dục tóc bất đạt. Nói cũng nói sai nữa. Thì đại loại vậy đó. Mà nhiều khi chú Chính lo cũng đúng. Tại sợ mày làm rồi hư bột hư đường, không nên thân nên hình gì hết. Thì chú Chính cản. Cái gì? Làm ăn mà mày phải gan chứ, có gan mới làm giàu. Thì cũng đúng. Nhưng mà giờ chú Chính không cho rồi mày tính làm sao? Tao sẽ... Sẽ sao? Ê gì vậy? Mượn tiền. Buông ra. Mượn tiền làm thấy ghê. Nói được rồi còn gờ gờ vô nữa. Thì cũng phải thành khẩn như vậy mày mới cho chứ.
tiền. Ừ, nấu sớm đi tao cho tiền mượn nè. Cầm 120 ngàn, lấy vốn mà ăn. Cả gia tài sản của tao luôn á. Cả gia tài sản của mày luôn hả? Ừ, lấy đi. Cảm ơn mày nha. Cảm ơn mày. Công ơn của mày lớn quá, tao không dám nhận. Cầm đi, đừng có ngại, tao không có lấy lời để lớn gì đâu, cầm đi. Thôi 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 thôi, nhiều quá không dám nhận, cảm ơn. Chị cảm ơn mày, đỡ hao. Cái gì vậy? Ruột hồng. Ê, coi chừng bể ly tao. Ruột hồng. Hôm bữa con trả tiền cà phê cho ruột á, nhớ không? Nhớ, đâu có đòi nữa đâu. Hôm nay con cần tiền làm ăn, ruột cho con mượn lại nha. Đội ơn, đội ơn. Xui rồi. Bữa nay mày đi mượn tiền mà không coi ngày hả? Ta mới gom tiền, tôi trả tiền hàng hết rồi. Rồi luôn. Tăng 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 tăng. Tôi coi giùm sang bể coi nó bị gì mà tới đây nó bỏ đây rồi nó đi đâu mất tiêu vậy Tèo. Chú hai yên tâm đi, con kiểm tra chút xíu là ra liền à. Ủa Tèo không gặp, mày có gặp ba Lít không? Dạ có, mới gặp hôm qua nè. Có nghe nó nói vụ tiền bạc gì không? Dạ có, mà nó than với con là chú Chính không có cho nó mượn tiền mà ăn. Nó tính đi mượn nợ á, mà không ai cho cái tính qua mượn chú hai á. Trời đất ơi, tao làm gì có số tiền lớn rồi cho nó mượn. Ai biết đâu, nó đi mượn giáp sống cùng làng hết trơn rồi. Thằng đó nghe tao nói lãng hoạn đó, dính vô cái bọn mà cho vay ăn lời cắt cổ đó, rồi mệt nữa đó. Đó 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 đó, con cũng nói nó y chang vậy á. Mà nó quyết tâm lắm, nó nói một hai là nó phải làm cho bằng được luôn á. Thằng đó từ hồi xưa tới giờ, hồi không có công ăn việc làm cũng mệt với nó. Bây giờ có công ăn việc làm cũng mệt với nó luôn. Được chưa Tèo? Dạ xong rồi nè. Kỹ ta, con có bu ghi gậu nó còn lửa á, con sao không chạy trời? Con bị cái gì sao không chạy được? Mày coi cho kỹ coi, nó không bị cái gì làm sao mà nó không nổ máy? Con coi kỹ lắm rồi á, sao nó bị gì kỹ ta? Thiệt chứ? Thôi khỏi sửa nữa, thợ quốc tế ơi. Sao vậy? Cái xe hết xăng rồi kìa, bây giờ em đi. Thánh thần ơi trời, xe hết xăng rồi chú hai kia con sửa, làm nãy giờ cấm đầu cấm cổ sửa cũng chết luôn. Mày á, mày đi ăn học sửa xe chứ gì? Thợ sửa xe mà lỡ người ta nhìn cái bình xăng của nó còn xăng hay không? Câu này đáng lý phải nói với mày cò á. Chạy xe gì mà không để ý xăng cổ gì hết trơn à. Vậy mà hư xe hư. Mày á, tao lỡ tao phải coi cho nó kỹ rồi tao mới sửa chứ biết hư chỗ nào mày mở rồi mày sửa. Mày giống như bác sĩ mà tao bị giò này mày đem mổ giò này vậy đó. Ai biết đâu tưởng bị hư thiệt. Thôi sẵn xe đó, nhảy đi mua cho nó lít xăng gì đổ vô đi, chiều nó còn đi về nữa. Đúng rồi ha. Vậy thôi chú hai ở đây coi chừng xe nha. Chú hai đừng đi đâu nha, con đi mua xăng cái. Dạ tao thở đây chứ đi đâu. Quên. Thôi đi mua xăng nha. Đừng là lớn người ta làm mất uy tín con nha. Bánh giỡn gì đâu thiệt. Sớm này có mấy thằng mà không có thằng nào mà nó thân thằng nào. Ủa cái mặt bằng này đâu mà đẹp quá vậy chú ba? Của con cháu chú trên chợ á. Nó đang có ý định cho thuê khoảng 200-300 mét vuông gì đó. Ủa mặt tiền đâu đẹp quá trời luôn. Ờ dạ. Chú nói nhiều. Thì bây giờ hỏi mày nói 200-300 mét gì đó. Bớt xuống xíu được không? Một xíu thôi phải không? Là khoảng nhiêu? 20-30 mét vậy. Trời! Mày bớt cả khúc cả xào mà kêu bằng thiếu. 200-300 mét thành 20-30 mét chút xíu sao mở giữa. Bây giờ nè, con ưng bụng rồi thì nói. Để chú ba nói với nó cháu chú thôi. Nó sẽ bớt cho con mở giữa chứ mà 20-30 mét là không có làm được. Bay với vợ bay ngồi là hết rồi đó.
con cũng ưng lắm. Ờ. Mà có cái không ưng. Cái nào? Hay quá ha. Cũng cái lửa đó đó, hổng nói cho cố vô rồi lại chút quốc à. Thì đó, bữa nói chi cho cố. Ừ. Đúng là há miệng mắt quai. Làm sao vậy? Tía con không chịu đầu tư. Rồi. Năn nỉ hoài luôn mà trời, nói tới là chửi, điện tới là la con à. Vậy hả? Vậy là tan giấc mộng đồ bàn ha. Không, không cho con vẫn làm. Bây giờ không có tiền đầu tư lớn thì con tìm cách con đầu tư nhỏ. Ừ. Lấy ngắn nuôi dài. Dạ. Ừ. Vậy thì bây giờ là cái mặt bằng này sao? Giờ chú nói cháu chú á, có ai mướn thì cho mướn trước đi. Còn nếu đợi con thì 5-7 năm nữa con có tiền con mướn. Trời đất ơi, đợi 5-7 năm, gánh quá à. Vậy thôi. Ờ, đó. Tưởng có kèo thơm mà giờ gặp kèo gió thôi. Chú ba làm cò hả? Vậy sao nói cháu chú ba? Cò chích cúm núm gì cũng phải làm chứ, cháu cháu chứ hai bên. Tụi ba tao nói qua nói lại thì cũng phải có chút rỉnh để trà lá chứ bay. Dạ bác hai, bác hai gọi con qua đây có chi không bác hai? Ngồi đi. Tao nghe nói tía mày la mày dữ lắm phải không? Tía còn chửi con xối xả luôn bác hai. Chắc nó cũng lo cho mày, sợ mày nôn nóng rồi thất bại, la rề với thôi, chứ chửi gì. Chung quy á là tía con không có tin tưởng con. Tao cũng nghe nói mày chạy đầu này đầu kia mượn nợ dữ lắm phải không, mà không có đó gì. Dạ giờ chưa biết làm sao giờ bác hai. Tía con không giúp thì con tự tìm cách thôi. Tao nói trước đó nghe, làm gì thì làm, chứ đừng có dính vô cái tụi mà cho vay nặng lãi đó. Giống như bác gái mày kỳ trước đó mày nhớ không, là có nước bán nhà luôn đó, chứ không phải chơi với tụi nó đâu. Thì chứ giờ con cũng không biết làm sao nữa. Cái này là sao bác hai? Tao cho mày mượn tiền làm ăn đó. Cái gì? Bác hai cho con mượn tiền? Ừ. Mày nhớ á, làm ăn cho đàng hoàng nha. Dạ dạ dạ. Trời, cảm ơn bác hai nhiều lắm. Người sinh con ra là cha mẹ, người giúp đỡ đời con. Câu đó quen lắm, tao thuộc lòng luôn rồi. Nói câu khác đi. Nhớ làm ăn rồi trả vốn lại cho tao là được rồi, không lấy lãi lấy lời gì cho mẹ. Dạ dạ, con hứa con sẽ không bao giờ phụ lòng bác hai hết á. Trời ơi. Giờ có tiền rồi đó, kế hoạch mày làm ăn ra sao nói tao nghe coi. Bây giờ con có tiền rồi, con sẽ thuê mặt bằng, con mở vựa tôm. Nói là phải làm liền cho nóng bác hai. Ờ thôi vậy đi đi. Nói lại cho nó cẩn thận. Rồi. Đội ơn bác hai. Trời ơi quý nhân. Chúc thành công nha. Dạ. Thấy cũng tội nghiệp, cũng ham làm ăn lắm.